Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 109. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, nhưng chiêu kiếm đang thay đổi, một cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện. Khi kiếm Táng Hoa vung vẩy, chân nguyên được điều động từ thanh tiêu kiếm quyết tạo ra vô số lôi quang, những lôi quang này không ngừng mở rộng trong cơn cuồng phong. Chúng biến thành một cái hồ lôi đình rộng lớn, hồ nước làm tốc độ hạ xuống của bàn tay máu trở nên cực kỳ chậm chạp. Còn lá rơi thì bị sóng lớn trong hồ đánh thẳng về phía Diêm Ma. Chết tiệt, rốt cuộc đây là kiếm pháp gì? Bàn tay máu của Diêm Ma rơi tõm xuống hồ nước, uy lực giảm mạnh, chân nguyên hộ thể điên cuồng giảm khi bị những chiếc lá đánh trúng. Thanh tiêu thập tam kiếm, kiếm thứ sáu, thần thụ phá thiên trảm. Lâm Nhất vung nhẹ kiếm Táng Hoa, trong lôi đình minh mông, vô số chiếc lá lơ lửng giữa không trung lập tức kết hợp thành cây thần thụ thanh tiêu hoàn chỉnh. Cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá sum suê, mỗi chiếc lá đều lập lòe kiếm quang màu xanh, dao động leng keng. Rầm. Thần thụ xoay tròn một vòng rồi lao đi, trong chớp mắt đã đâm thủng bàn tay máu khổng lồ này. Thắng bại đã phân. Đỉnh núi Huyền Hoàng. Khi Lâm Nhất và Diêm Ma đang đánh nhau, khảo hạch của những người khác lần lượt kết thúc, linh văn trong trận truyền tống đột nhiên sáng lên. Có người sắp ra ngoài à? Con đường thông thiên của Huyền Hoàng giới có tổng cộng 8 suất, mọi người đều rất tò mò ai sẽ là người đầu tiên bước ra khỏi trận truyền tống. Chắc chắn không phải Lâm Nhất, hắn và Diêm Ma đánh nhau làm thủng cả mái vòm, có lẽ lúc này còn đang liều mạng đối đầu. Ánh sáng trong trận truyền tống tụ lại thành một chùm, một bóng người xuất hiện trong mắt mọi người, bộ quần áo trắng, khí chất bất phàm, xuất sắc hơn người, đó chính là Phương Thiếu Vũ, người đứng đầu bảng huyền vực. Mọi người trên đỉnh núi yên tĩnh một lúc rồi chợt nhìn về phía Cao Trường Thiên, lên tiếng chúc mừng ông ta. Trên mặt Cao Trường Thiên hiện lên ý cười, ông ta cũng không bất ngờ, Phương Thiếu Vũ vốn có thực lực xuất sắc, lại không gặp Lâm Nhất và Diêm Ma, sao có thể không giành được suất. Quan trọng là những suất còn lại, để xem ai có thể giành được. Lâm Nhất giết Trung Huyền lại gặp thêm Diêm Ma nên sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực cho những người khác. Làm cho suất này sinh ra rất nhiều biến số. Soạt, lại một bóng người bước ra, là Triệu Thần, người đứng đầu bảng của Bắc Lăng vực. Người này khá ít xuất hiện nhưng thực lực không có gì để nghi ngờ, hắn ta có thể giành được suất cũng nằm ngoài dự liệu, mọi người bắt đầu chúc mừng trưởng lão Thánh Minh của Bắc Lăng vực. Tiếp theo là Tây Sơn vực và Đông La vực, hai người lần lượt thành công ra ngoài và giành hai suất. Từ đó, ngũ vực Huyền Hoàng trừ cổ vực Nam Hoa, bốn vực khác đều đã có người giành được suất tham gia cuộc tranh tài vạn giới. Thanh Đồ trưởng lão nhìn những người khác được chúc mừng, cảm thấy hơi cô đơn. Trước mắt cổ vực Nam Hoa chẳng những không có người giành được suất, ngay cả Lâm Nhất có giành được thắng lợi cuối cùng hay không cũng không biết. Điều này làm ông ấy rất lo lắng, nhưng ngoài mặt không thể để lộ quá nhiều, chỉ có thể giữ bình tĩnh. Kha kha, Lâm Nhất mạnh đấy, nhưng những người còn lại của Nam vực thì thật vô dụng. Một suất cũng không giành được, người áo đen trung niên của Đông La vực nhìn về phía Thanh Đồ trưởng lão, cười khà khà bỏ đá xuống giếng. Người này tên là Lôi Xích, trước khi gia nhập Thánh Minh là một cao thủ ma đạo, tính tình quái gở, có thù tất báo. Lâm Nhất đánh Diêm Ma tơi bời trong mật cảnh mê cung, rất có thể giành được thắng lợi cuối cùng, tất nhiên điều này sẽ khiến ông ta cảm thấy khó chịu và gai mắt trưởng lão của Nam vực. Vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt Thanh Đồ trưởng lão. Không tiện phản bác. Cao Trường Thiên thấy vậy bèn cười bảo, Lôi trưởng lão, ta nghe nói trước khi gia nhập Thánh Minh thì ông có qua lại với gia tộc của Diêm Ma, nhưng bây giờ ông đã thuộc Thánh Minh, phải nhớ thân phận trung lập của chúng ta. Tuy ngoài mặt ông ta tươi cười nhưng lại đang nhắc nhở Lôi Xích nhớ thân phận của mình, tiện thể giải vây cho Thanh Đồ trưởng lão. Ha ha, thân phận của ta còn ở đây, đương nhiên sẽ không nói thêm gì, ta chỉ nói sự thật thôi. Lôi Xích ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn tiếp tục nói kháy, Nam vực vốn là như vậy, ăn hại chiếm đa số, nếu Lâm Nhất bị Diêm Ma đánh chết thì chắc chắn cả đội sẽ bị diệt. Thanh Đồ trưởng lão nổi giận, Lôi Xích, ông đừng có quá đáng. Lôi Xích cười khẩy, ha ha, ta có à, ông đừng lấy cao lão đại ra dọa ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lời này làm cho những trưởng lão Thánh Minh khác khẽ biến sắc, nhưng họ đều không nhiều lời. Tuy cùng thuộc Thánh Minh nhưng mỗi người đều đại diện cho các khu vực khác nhau, ít nhiều vẫn phải giữ thể diện cho mình. Cao Trường Thiên nhíu mày nhưng cũng không làm gì được Lôi Xích,
dù sao những gì ông ta nói cũng là sự thật. Soạt. Đúng lúc này, một bóng người bước ra khỏi trận truyền tống, người nọ mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo, đeo mặt nạ quỷ nửa mặt. Nam vực, mà đào Trúc Thanh Sơn. Là người của Nam vực. Mọi người nhìn thấy Trúc Thanh Sơn đều kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ Nam vực còn có người khác có thể giành được suất ngoài lâm nhất. Lôi Xích kinh ngạc, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ha ha, chúc mừng Thanh Đồ trưởng lão, cuối cùng Nam vực cũng giành được một suất tham gia cuộc tranh tài vạn giới. Những người khác ngẩn ra một lúc mới định thần lại, vội vàng chắp tay chúc mừng Thanh Đồ. Nếu đã như vậy, dù lâm nhất thật sự thua trong tay Diêm Ma, Nam vực cũng sẽ không bị diệt cả đội. Soạt. Sau khi Trúc Thanh Sơn ra ngoài, tiếp theo là một bóng người xinh đẹp bước ra, dung mạo tuyệt sắc, làn da mịn màng, đó chính là Nguyệt Phi Phi. Đáng kinh ngạc không chỉ dừng tại đây, Nguyệt Phi Phi còn chưa ra khỏi trận truyền tống, Vũ Hạo Thiên đã bước ra với vẻ mặt mỉm cười. Lại là một yêu nghiệt Nam vực. Điên rồi, tổng cộng chỉ có 8 suất mà Nam vực đã chiếm mất 3. Khá đáng sợ, họ vượt mặt cả Huyền vực. Tiếng ồ lên vọng lại từ bốn phía, lần này không chỉ Lôi Xích, ngay cả Cao Trường Thiên cũng trở nên khác thường. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Thanh Đồ trưởng lão sửng sốt, kích động đến mức run rẩy, nhưng khi nhìn về phía Vũ Hạo Thiên thì ánh mắt hơi phức tạp, ngay cả Vũ Hạo Thiên cũng giành được suất. Nếu Lâm Nhất không giành được thì không ổn lắm, ít nhất thì thanh danh mà hắn có được ở Nam vực đều sẽ tan thành bọt biển. Lâm ca ca vẫn chưa ra ngoài sao? Nguyệt Phi Phi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Nhất bèn hỏi nhóm người Khương Tử Diệp. Nhóm người Khương Tử Diệp nghiêm túc đáp, hắn gặp Diêm Ma, hai người đánh nhau kịch liệt đến mức làm thủng bức màn ánh sáng, không thể nhìn thấy hình ảnh trong đó nữa. Nhưng trước khi hình ảnh biến mất, Lâm Đại ca là người chiếm ưu thế, Diêm Ma bị thương rất nặng. Phương Hàn Lạc tiếp lời, trước đó nghe nói các trưởng lão Thánh Minh nói rằng đây là trận chiến định mệnh gì đó, trông họ rất căng thẳng. Trận chiến định mệnh. Nguyệt Phi Phi chau mày, vội vàng hỏi. Phương Hàn Lạc giải thích cặn kẽ cho Nguyệt Phi Phi về ý nghĩa của trận chiến định mệnh, sắc mặt nàng ta dần trở nên nặng nề. Sau khi nghe xong, nàng ta lặng lẽ liếc nhìn Vũ Hạo Thiên, suy tư. Xem ra rất có thể là đúng, Lâm ca ca đang gánh chịu nhân quả của Kiếm Tông. Tiếng xì xào trên đỉnh núi dần nhỏ lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trận truyền tống. Linh hỏa cuối cùng trong trận đại diện cho suất cuối cùng. Không có gì để nghi ngờ, suất cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Nhất hoặc Diêm Ma. Hai người mãi vẫn chưa ra chứng tỏ trận chiến trong đó khá kịch liệt, thậm chí có thể nói là khốc liệt. Rất có thể đã phân thắng bại, sinh tử cũng đã định. Trận chiến gánh chịu định mệnh của Nam vực đã được định sẵn là đầy sóng gió. Không biết cuối cùng là ai sẽ thắng. Chắc là Lâm Nhất. Dù sao thì trước khi bức màn sáng vỡ nát, Lâm Nhất cũng đang chiếm ưu thế. Khó nói lắm, ý chí giết chóc rất kỳ lạ, nó thậm chí có thể cắn nuốt máu của bản thân để vượt giới hạn vào thời khắc mấu chốt. Trong những tiếng bàn tán này, trận truyền tống sáng lên, phóng thích chân nguyên dao động vô cùng đáng sợ ngay trước mắt rất nhiều người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó huyết quang nổi lên trong trận. Một bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trên trận truyền tống. Khí tức lạnh lẽo, ý chí giết chóc cuồng bạo và áo đen bê bết máu, tất cả đều cho thấy người bước ra này chính là Diêm Ma của Đông La Vực. Diêm Ma thắng. Đợi đã, hình như có gì đó sai sai. Các võ giả Đông La Vực mừng như điên, nhưng ngay tức khắc ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Không phải Diêm Ma bước ra mà là bị đánh ra ngoài, hắn ta văng lên cao. Hộc ra một búng máu, trong cơ thể có vô số kiếm quang bắn ra, cả cơ thể đang bị một luồng kiếm ý tàn phá điên cuồng. Răng rắc, ngay trước mắt bao nhiêu người, cơ thể Diêm Ma bị kiếm ý cuồng bạo cắt thành vô số mảnh nhỏ. Bùm, sau đó kiếm ý nổ tung làm cho cơ thể đã bị cắt thành nhiều mảnh này biến thành bột phấn, quán quân Đông La Vực biến mất ngay trước mặt mọi người. Chuyện này, sao có thể? Diêm Ma chết rồi ư? Rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Vô số tiếng ồ vang lên, ai cũng không ngờ mình sẽ được chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy. Lôi Xích trưởng lão của Đông La Vực vô cùng kinh ngạc, dù có nghĩ nát óc ông ta cũng không ngờ tới kết quả này. Dù có từng nghĩ đến khả năng Diêm Ma sẽ thua,
thậm chí xui xẻo chết trong tay Lâm Nhất. Bởi vì tiểu tử được gọi là công tử táng hoa của cổ vực Nam Hoa kia không hiền lành như vẻ bề ngoài, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vô cùng quyết đoán. Nhưng ông ta không bao giờ ngờ được rằng Diêm Ma sẽ chết thê thảm như thế, bị đánh ra khỏi trận truyền tống rồi ép thành bột phấn. Soạt! Trận truyền tống lại sáng lên, một người áo xanh đeo hộp đựng kiếm bước ra từ giữa ánh sáng, hắn cầm lấy linh hỏa cuối cùng rồi chậm rãi bước ra. Ta đã giành được suất cuối cùng rồi đúng không? Đợi đến khi ánh sáng tan biến, Lâm Nhất nhìn những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh, cau mày hỏi. Diêm Ma khó giải quyết hơn trong tưởng tượng của hắn, đã bị Thanh Tiêu Thập Tam kiếm đâm thủng bàn tay máu mà vẫn tiếp tục cắn nuốt máu của bản thân để vượt giới hạn. Dù phương pháp cấm kỵ đó giúp hắn ta thắng được Lâm Nhất, bản thân hắn ta cũng bị tàn phế. Đối mặt với một kẻ điên cuồng như thế, sau nhiều lần tung chiêu Lâm Nhất đã quyết tâm đuổi giết hắn ta ra ngoài. Không phải ngươi thì có thể là ai? Cao Trường Thiên hoàn hồn đầu tiên, cười hỏi, chắc Lôi trưởng lão cũng không có ý kiến gì phải không? Sắc mặt Lôi Xích ảm đạm, trong lòng bực bội, ông ta biết lời đối phương vừa nói là đang sỉ nhục mình. Ta có thể có ý kiến gì? Lôi Xích kìm nén một hồi, cuối cùng đành phải nghiến răng đáp. Lâm Nhất nhìn qua, phát hiện rất nhiều người của Đông La Vực và Tây Sơn Vực có vẻ rất khác thường. Xem ra khi hắn đánh nhau, đỉnh núi Huyền Hoàng này cũng không yên bình cho lắm. Nhưng không quan trọng, dù sao suất này cũng đã thuộc về tay hắn. Cao Trường Thiên nhìn lướt qua, tuyên bố, Phương Thiếu Vũ, Lâm Nhất, Triệu Thần. Vũ Hạo Thiên, chúc mừng các ngươi đã giành được suất tham gia cuộc tranh tài vạn giới. Còn những người khác, xin lỗi các ngươi đều không được chọn, nhưng nếu muốn thì các ngươi có thể ở lại núi Huyền Hoàng tu luyện. Sau này chưa chắc không có cơ hội đến thế giới kia, chỉ là không thể bước lên thiên lộ, không được tông môn siêu cấp chọn. Các ngươi cần phải bắt đầu lại từ đầu ở thế giới kia. Ở thế giới này cao cao tại thượng, đến thế giới kia sẽ hơi khó chịu. Ông ta nói rất khéo, nếu không được tông môn siêu cấp chọn thì đâu chỉ là hơi khó chịu. Ở trong Huyền Hoàng giới, họ được vạn người chú ý, nhưng đến thế giới kia sẽ thuộc tầng thấp nhất. Nếu ngày thường quen cao cao tại thượng, đột nhiên bị đối xử khác biệt như thế, không mấy người có thể dễ dàng chấp nhận được. Nhiều người do dự một lúc rồi dè dặt chọn từ bỏ, họ thà làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi phượng, Cao Trường Thiên cũng không ép buộc. Nhưng nhân tài kiệt xuất của Nam Vực không hề có ai từ bỏ, tất cả đều rất quyết tâm. Được, các ngươi chọn ở lại thì tạm thời đi nghỉ ngơi đi, sau này có thể ở lại núi Huyền Hoàng tu luyện. Bây giờ, Cao Trường Thiên rời mắt sang nhóm Lâm Nhất. Nghiêm túc dặn dò 8 người các ngươi sẽ đại diện cho Huyền Hoàng giới tham gia cuộc tranh tài vạn giới, không cần đi đâu, cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, đợi đến tối mai sẽ bước lên thiên lộ ngay tại đây. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, sâu trong lòng nổi gợn sóng. Cuối cùng con đường thông thiên này cũng sắp chính thức giáng lâm, không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi hắn. Sau nhiều trận chém giết ác liệt, cuối cùng cuộc tuyển chọn danh ngạch hạt giống kịch liệt nhất Huyền Hoàng giới cũng đã kết thúc. Nam Vực giành được tổng cộng 4 suất trúng tuyển là một việc khá bất ngờ với Lâm Nhất, hắn cứ tưởng ngoại trừ hắn và Nguyệt Vi Vi, những người khác sẽ khó có thể thông qua khảo hạch. Không ngờ Trúc Thanh Sơn và Vũ Hạo Thiên đều thông qua, may mà Trúc Thanh Sơn có quan hệ tốt với hắn, Vũ Hạo Thiên trúng tuyển thì quả thật hơi phiền phức. Chẳng lẽ hắn vẫn phải dây dưa với người này trên con đường thông thiên? Khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên thì thấy là Vũ Hạo Thiên. Có vẻ như đối phương vô tình nhìn về phía Lâm Nhất, thấy Lâm Nhất nhìn qua, hắn ta tỏ ra lạnh lùng, không hề sợ hãi chút nào. Các vị tự đi tìm chỗ cho mình trên đỉnh núi này đi, sau khi nghỉ ngơi xong, tối đến sẽ có bất ngờ. Cao Trường Thiên không cho nhóm Lâm Nhất xuống núi, dặn họ nghỉ ngơi ngay trên đỉnh núi. Đỉnh núi khá rộng, ngoài những cung điện nguy nga và trận truyền tống. Còn có rất nhiều bồ đoàn và đài quan tinh. Lâm Nhất chiến đấu liên tục nên hơi mệt mỏi, bèn tìm một cái bệ phẳng ngồi xuống, lúc này ngựa huyết long cũng vui vẻ chạy tới. Hi hi, con mèo này thật đáng yêu. Nguyệt Vi Vi bước tới nhìn thấy ngựa huyết long lớn bằng bàn tay, cười khẽ bảo. Mèo. Lâm Nhất suy tư, nhìn kỹ lại, đúng là ngựa huyết long lúc này khá giống với một con mèo mập. Huynh có nghe nói về trận chiến định mệnh bao giờ chưa?
Nguyệt Vi Vi chậm rãi ngồi xuống, hơi lười biếng hỏi. Tất nhiên là Lâm Nhất không biết, sau khi đối phương giải thích xong, hắn ngạc nhiên. Thú vị, dường như có cảm giác của định mệnh. Thanh tiêu kiếm quyết của hắn là do kiếm vô nhai rảnh rỗi sáng tạo, hai vị tiền bối kiếm vô nhai và kiếm vô danh này có tên rất giống nhau, có lẽ đều có liên quan đến kiếm tông. Huynh đã giết Trung Huyền và Diêm Ma, nhưng có lẽ định mệnh này vẫn chưa kết thúc, vẻ nặng nề hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Vi Vi. Lâm Nhất hơi suy tư, sau đó nhanh chóng trả lời, Vũ Hạo Thiên. Kiếm tông diệt vong là do Tử Nguyệt Động Thiên liên minh với Tây Sơn Vực và Đông La Vực gây ra. Định mệnh của Tây Sơn Vực và Đông La Vực đều đã bị hắn chém, nhưng Vũ Hạo Thiên còn sống, hơn nữa hắn ta còn là chính chủ. Nguyệt Vi Vi nhỏ giọng, những ân oán liên quan đến định mệnh và nhân quả đều khá rắc rối, nếu không thể loại trừ thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến huynh. Con đường thông thiên, giữa huynh và hắn ta chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài, ta đoán hắn ta đã phát hiện gì đó. Lâm Nhất buồn rầu, chưa diệt trừ người này, hắn luôn cảm thấy lưng mình như dính gai. Nhưng dù con đường thông thiên có nhiều rắc rối, nơi đó không thể so sánh với Huyền Hoàng, có thiên tài của chư thiên vạn giới tập trung. Có lẽ Diêm Ma người mà hôm nay huynh đối phó chưa thể đứng trong đội ngũ của họ, chênh lệch giữa các giới vực với nhau quá lớn. Nguyệt Phi Vi tiếp tục nói, theo ta được biết, trong các giới vực thuộc chư thiên vạn giới, Huyền Hoàng giới chỉ có thể xếp vào hạng trung xuống. Cuộc tranh tài vạn giới này rất tàn khốc, nơi đó không có bất kỳ quy tắc nào cả, một khi có truyền thừa và kỳ ngộ xuất hiện thì chỉ có mạnh thắng yếu thua. Nhìn Nguyệt Phi Vi nghiêm túc giải thích, Lâm Nhất khẽ gật đầu, hắn chưa bao giờ khinh thường cuộc tranh tài vạn giới này. Hắn cũng không cảm thấy mình là người vô địch trong cùng thế hệ ở Huyền Hoàng giới nên sẽ không sợ gì khi ở con đường thông thiên kia, chắc chắn chư thiên vạn giới sẽ không thiếu yêu nghiệt và nhân tài kiệt xuất. Có lẽ thiên phú và ngộ tính của hắn không thua kém bất kỳ ai, nhưng nếu bản thân giới vực không đủ mạnh thì cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ cần chủ quan một chút, bất cần một chút sẽ trở thành bàn đạp của người khác, kết cục sẽ rất thê thảm. Có lẽ những sóng gió mà hắn đã trải qua ở Huyền Hoàng giới trong mấy năm nay hoàn toàn không có tư cách so sánh với cuộc tranh tài vạn giới trong con đường thông thiên. Hi hi, Lâm ca ca, hình như Vi Vi làm huynh sợ rồi nhỉ. Thấy sắc mặt Lâm Nhất càng thêm nặng nề, Nguyệt Vi Vi tít mắt cười hi hi, tuy cuộc tranh tài vạn giới có vô vàn nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ, những ai may mắn đều có thể một bước lên trời, được tông môn siêu cấp chú ý và nhận làm đệ tử nội môn. Thậm chí là đệ tử nòng cốt. Đây là một cơ hội không tồi, chưa kể đến làm đệ tử nòng cốt, chỉ cần là đệ tử thuộc tông môn hàng đầu cũng đủ để anh tài ở hạ giới cuồng nhiệt theo đuổi rồi. Dù cho sau này đám người Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc có được cơ hội đến đại thế bên kia, thì vẫn không thể nào bước chân được vào ngưỡng cửa của những tông môn hàng đầu. Vẫn là Lâm ca ca may mắn nhất, vì thế không cần phải lo lắng, Nguyệt Vi Vi tiếp tục cười nói. May mắn sao? Tuy Lâm Nhất tin tưởng vào vận mệnh, nhưng nó vẫn mù mờ lắm, thà hắn tin vào kiếm ở trong tay hơn là tin vào số mệnh. Giữa số mệnh và tài nguyên, thì nhân cách của mỗi người và một trái tim luôn hướng về kiếm mới là quan trọng hơn hết. Mặc bao hung hiểm, bất kể cơ hội có lớn lao đến đâu, hắn cũng muốn nắm chặt kiếm trong tay làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc tranh đấu vạn giới này. Bóng đêm dần buông. Lâm Nhất và Nguyệt Phi Vi câu được câu mất trò chuyện, đôi mắt lanh lợi của ngựa huyết long thì lại luôn chuyển động quan sát xung quanh, sau cùng lại nhìn đăm đăm lên bầu trời. Đến khi bóng đêm hoàn toàn bao trùm, bỗng trước mắt đám người Lâm Nhất liền hiện ra một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng. Trên bầu trời đầy sao thăm thẳm, không biết vì sao nhưng những ngôi sao nơi đây sáng lấp lánh và to lớn hơn ở những nơi khác rất nhiều. Ánh sáng của sao chói lóa cả mắt. Gần như làm người khác không thể nhìn rõ được, dưới trời sao, mỗi người họ bỗng cảm nhận được chân nguyên của mình bắt đầu dao động. Đây chính là điều bất ngờ mà Cao Trường Thiên đã nói sao. Trên đỉnh núi Huyền Hoàng này, dường như có tinh nguyên rơi xuống, bọn họ có thể hấp thụ và luyện hóa nó. Nhưng số lượng này cũng có hơi quá chấn động rồi, nên biết, sức mạnh tinh thần phải được hấp thụ và luyện hóa từ những tinh nguyên rơi thẳng từ trên trời xuống. Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Bọn họ đang hấp thụ những tinh nguyên rơi rải rác, còn tinh quân thì lại hấp thụ trực tiếp từ sao trên trời. Lâm Nhất không cần suy nghĩ nhiều, vội vã nhắm hai mắt lại, chậm rãi vận chuyển thanh tiêu kiếm quyết.
cùng với nguồn tinh nguyên dồi dào được đưa vào cơ thể, Lâm Nhất còn cảm nhận được luồng linh khí đang dâng trào chưa từng có thể nhận ra rõ rằng nút thắt của Thanh Tiêu Kiếm Quyết tầng thứ 6 đang dần giãn ra. Ngựa Huyết Long bên cạnh dương mắt nhìn tinh nguyên rơi xuống mà sốt ruột không thôi, nó có thể cảm nhận được lợi ích trong đó, nhưng không tài nào hấp thụ được. Nguyệt Phi Vi nhìn thấy bèn cười nói, nhóc con, qua đây. Ngựa Huyết Long hơi ngây ngô đi đến, sau khi đến gần, Nguyệt Phi Vi khẽ đưa ngón tay ngọc ngà chạm nhẹ lên trán nó. Xoạt! Bỗng nhiên, một loại công pháp yêu tộc rót thẳng từ ngón tay Nguyệt Phi Vi vào trong đầu Ngựa Huyết Long. Một lát sau, Ngựa Huyết Long liền mở to hai mắt, trong con ngươi nó chợt thoáng hiện lên một ngọn lửa đỏ thẫm cực kỳ yêu dị. Đôi mắt lém lỉnh gian manh kia bỗng trở nên sâu thẳm lanh lợi hơn rất nhiều, cảm giác cứ như vừa được thay da đổi thịt vậy. Vốn dĩ bản thân nó đã mang một chút huyết mạch chân long, nhờ có huyết mạch khác thường mà nó mới khôn ngoan hơn người, hiện tại lại có được thêm môn công pháp này, có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Cái đầu nhỏ của Ngựa Huyết Long đã bị nhồi nhét đầy, môn công pháp kia thì lại quá bao la, nó chỉ vừa lĩnh hội được một chút mà cảm giác đã như nhặt được của quý. Nó mừng rỡ đến mức không biết nên cảm ơn Nguyệt Phi Vi như thế nào. Nguyệt Phi Vi đã tắm trong tinh huy thỏa thích, khí chất mê hoặc chúng sinh thường ngày bây giờ lại trở nên cực kỳ trong trẻo lạnh lùng. Gương nàng ta mặt tươi cười pha lẫn nét dịu dàng, xoa đầu Ngựa Huyết Long nói, nhóc con ngươi không cần cảm ơn ta, sau này phải bảo vệ Lâm ca ca thật tốt, biết chưa? Tính tình hắn quá kiêu ngạo, một khi đến con đường thông thiên e rằng sẽ chịu thiệt không ít, ngươi không được để hắn bị bắt nạt đâu đấy. Ẩn trong lời nói của Nguyệt Phi Vi hình như có chút tâm sự. Ngựa Huyết Long câu hiểu câu không gật đầu, Nguyệt Phi Vi lại cười nói, vậy xem như ngươi đồng ý với ta rồi, không cho đổi ý đâu nhé, nếu để ta biết ngươi làm Lâm ca ca bị thua thiệt. Ta sẽ suy nghĩ cách làm thịt ngươi thế nào, kho nè, xối mỡ, luộc nè, chưng hấp nữa. Ta sẽ nghĩ ra hàng trăm cách để nấu ngươi lên đó. Ngựa Huyết Long càng nghe càng thấy kỳ kỳ. Đến khi nghe được câu cuối đi bị dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng rối rít ngật đầu. Đáng sợ quá, vừa rồi còn là một chị gái dịu dàng, mà nháy mắt đã lật mặt rồi. Hi hi, vậy mới ngoan chứ, công pháp của đại thánh yêu tộc đâu có dễ lấy được, nhanh chóng đi tu luyện đi nhóc con. Nguyệt Phi Phi vỗ nhẹ đầu Ngựa Huyết Long, hài lòng cười nói. Ngựa Huyết Long nhanh nhảu ngồi xếp bằng giống như Lâm Nhất. Luyện hóa những tinh nguyên rơi xuống từ không trung. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất mở to hai mắt, trong mắt chợt lóe lên kiếm mang màu xanh, chỉ thiếu nửa bước nữa thôi thì Thanh Tiêu Kiếm Quyết đã có thể đột phá. Xung quanh cơ thể hắn có rất nhiều hạt châu màu xanh thoang thoảng tỏa ra một tia u lãnh đang lơ lửng, nếu đếm kỹ thì có gần hơn trăm viên. Đây là... Lâm Nhất đưa tay cầm lấy một viên, cảm giác rất giống với lúc hắn thu hoạch tinh châu. Chẳng qua độ tinh khiết hơi kém hơn một chút. Đây là đan tinh nguyên, đêm qua có quá nhiều tinh nguyên, mà cảnh giới của huynh còn quá thấp nên không thể nào hấp thụ được toàn bộ. Nhưng kiếm quyết của huynh bao phủ hết tất cả nên những tinh nguyên kia không thể tản ra, tất cả đều bị luyện hóa thành đan tinh nguyên, dường như Nguyệt Phi Phi đã dậy từ sớm, liền mở miệng giải thích cho Lâm Nhất. Thì ra là thế. Lâm Nhất đã hiểu rõ, chợt đưa tay xuất chiêu gom lại hết toàn bộ đan tinh nguyên này. Nguyệt Phi Phi nói tiếp, núi Huyền Hoàng có thể hấp thụ được một lượng tinh nguyên giới hạn, và cũng chỉ xuất hiện trong những ngày nhất định, chắc là mỗi tháng sẽ có một đêm. Còn con đường thông thiên không giống vậy, với hoàn cảnh đặc thù của tinh không cổ lộ, ngay cả Đại Thế Côn Luân cũng không thể sánh bằng. Phù! Lúc này, Ngựa Huyết Long bên cạnh cũng đã tu luyện xong, miệng nó khạc ra một luồng chọc khí rất dài, lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Nhất. Hắn giật mình không thôi. Đêm qua Ngựa Huyết Long chỉ to bằng bàn tay, giờ lại cao đến nửa cánh tay rồi. Đúng là đã cao hơn, tên ngốc kia đứng lên so với người khác, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy bá khí, khóe miệng thậm chí còn lộ ra nụ cười đắc ý. Thành tinh rồi à? Lâm Nhất ngạc nhiên nói. Cũng tạm, đêm qua thấy nó đáng yêu nên truyền cho nó một bộ công pháp yêu tộc, xem ra thiên phú cũng không tồi, Nguyệt Phi Phi bên cạnh cười nói, thuận tay xoa đầu Ngựa Huyết Long. Nhóc con ngang ngược vừa rồi nháy mắt mất tăm, đột nhiên run rẩy ngoan ngoãn híp mắt như mèo con. Xem ra cô rất có duyên với nó, nếu cô thích ta sẽ tặng cho cô. Lâm Nhất thấy Nguyệt Phi Phi chẳng tiếc công pháp yêu tộc mà truyền cho nó, cảm thấy nàng ta thật lòng thích nó,
huống chi ngựa huyết long ở trước mặt Nguyệt Vi Vi lại ngoan ngoãn, giống như thay đổi tính nết vậy. Không được. Lúc này ngựa huyết long mở to hai mắt, cả người xù lông lên, vừa định chạy đi lại bị Nguyệt Vi Vi nhéo lỗ tai xách lên, cười nói, nhóc con, có nghe thấy không, Lâm ca ca mang ngươi cho ta rồi. Trưng hấp, kho, xối mỡ, luộc. Ngựa huyết long cảm giác như sắp tuyệt vọng, trong đầu văng vẳng hàng trăm cách Nguyệt Vi Vi nói làm thịt nó, nhưng đương nhiên Nguyệt Vi Vi chỉ đang trêu nó mà thôi, thoáng chốc đã đặt nó lại xuống đất. Lâm Nhất thấy vậy cảm thấy có hơi buồn cười, ngựa huyết long này bắt đầu càng ngày càng giống một con rồng mèo rồi. Những người khác trên đỉnh núi Huyền Hoàng lần lượt mở mắt, qua quýt chào hỏi nhau. Lâm Nhất đảo mắt qua, nhìn thấy bên cạnh họ cũng có tinh châu lơ lửng, nhưng số lượng chưa đến 50 viên. Chỉ riêng những tinh châu lơ lửng quanh người Vũ Hạo Thiên vì nhờ có võ học tạo hóa thượng phẩm mới so được cùng Lâm Nhất, nhưng cũng không được nhiều hơn. Thời gian trôi qua, đến lúc hoàng hôn buông xuống. Trong đường núi mới truyền tới từng hồi tiếng xé gió chói tai, tất cả thánh minh trưởng lão thoáng chốc đã xuất hiện ở đỉnh núi, mọi người rối rít đứng dậy hành lễ. Cao Trường Thiên dẫn đầu trầm ngâm nói, con đường thông thiên cũng chính là tinh không cổ lộ ở thế giới bên đây, nó xuất hiện sau khi thời đại thái cổ bị chấm dứt, nơi đó vốn dĩ là một chiến trường tràn đầy cấm kỵ cùng thần bí. Trước thời thượng cổ nó là một con đường hoàn chỉnh, nhưng đã bị tách thành 9 phần sau thời thượng cổ thịnh thế hoàng kim. Từ đó, mỗi khi thịnh thế đến con đường thông thiên mới hạ xuống, mở ra cuộc tranh đấu cho các anh tài chư thiên vạn giới, để giúp tất cả anh tài trên thế gian này có thể một bước lên trời. Có vô số cơ hội và truyền thừa mà các ngươi không tài nào tưởng tượng nổi được cất giấu trong đó, nhưng nguy hiểm trùng trùng thì ta cũng khỏi phải nhắc đến, ta chỉ có thể nói tự cầu phúc thôi. Vẻ mặt đám người Lâm Nhất căng thẳng không thôi, dù cho bọn họ đã sớm biết nó rất nguy hiểm, không một ai dám khinh thường. Rào. Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm, ở sâu trong bầu trời đầy sao, con đường cổ mà Lâm Nhất từng nhìn thấy xuất hiện trên bầu trời sao xa xôi. Mở trận truyền tống tinh không? Nhóm người Cao Trường Thiên khẽ biến sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, tất cả đồng loạt kết thủ ấn cổ xưa, trên người họ đều bắn ra một long ảnh chui vào trong trận pháp. Ngay sau đó trận pháp sáng bừng lên, núi Huyền Hoàng cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vào trận, trưởng lão Thánh Minh vừa dứt lời, nhóm người Trúc Thanh Sơn nhanh chóng bước vào trong trận, Lâm Nhất bế ngựa huyết long, thở sâu một hơi rồi đi theo. Dầm. Sau khi tất cả họ đều vào trận, ánh sáng trong trận nổi lên, tạo thành một chùm sáng như mặt trời phóng về phía bầu trời bao la kia. Hồi lâu sau, ánh sáng mờ dần. Núi Huyền Hoàng như sắp sụp đổ mới yên tĩnh trở lại, nhóm người Lâm Nhất đã biến mất không còn bóng dáng. Cao Trường Thiên và nhiều trưởng lão thánh minh khác nhìn chăm chú lên bầu trời, im lặng một lúc thật lâu. Khi thiên lộ giáng lâm, một thời đại hoàng kim và bất tận được kéo màn che, nhưng mỗi một thời đại hoàng kim đều sẽ có hỗn loạn. Con đường thông thiên có thể có tạo hóa như thế nào, tất cả phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Con đường thông thiên. Cổ lộ trong tinh không được sinh ra sau khi thời đại thái cổ kết thúc, không ai biết cụ thể nó xuất hiện từ khi nào, cũng không ai rõ nguyên nhân nó xuất hiện. Vào thời đại viễn cổ, tinh không cổ lộ vẫn còn khá hoàn chỉnh. Trải qua vô số năm, đến thời đại thượng cổ hoàng kim, cùng với sự diệt vong của thời đại hoàng kim, không gian tên là con đường thông thiên này cũng vỡ thành 9 thiên lộ. Trong cuộc đại chiến hủy diệt thời đại hoàng kim kia, con đường thông thiên cũng không thể tránh khỏi. Thậm chí nó còn là một trong số các chiến trường. Cuộc đại chiến đó vượt quá sức tưởng tượng của các võ giả ngày nay, không thể diễn tả bằng lời, đó là một cuộc đại chiến kinh hoàng làm kiệt quệ cả một thời đại hoàng kim. Con đường thông thiên vỡ thành 9 mảnh, nhỏ hơn rất nhiều so với cổ lộ hoàn chỉnh vào thời đại viễn cổ, nhưng nó vẫn rất lớn đối với Huyền Hoàng giới. Không thể nói là một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông nhưng lại có thể cất chứa cả Huyền Hoàng giới. Ở tinh không cổ lộ này cũng không thể dấy lên gợn sóng. Trên con đường thông thiên này có vô số cao thủ đã bỏ mình, số lượng tông môn siêu cấp diệt vong càng không thể tưởng tượng, thậm chí thánh địa bất diệt trong truyền thống cũng vùi mình tại nơi đây. Sau bao năm gột rửa, cuộc đại chiến năm đó ở con đường thông thiên ngày nay vẫn kinh khủng đến mức khiến người ta ngạt thở. Cho đến nay, 9 con đường thông thiên này chỉ mở ra khi gặp thời đại hoàng kim. Các tông môn siêu cấp trong phía đại thế kia cũng sẽ theo dõi cuộc tranh tài vạn giới này,
chọn lựa nhân tài kiệt xuất đã trải qua những trận chém giết tàn khốc trong số đó để đào tạo thành lực lượng ưu tú cho tông môn. Nếu xét về thực lực, hạ giới không thể đánh đồng với đại thế, chỉ một khoảng nhỏ cũng có thể nâng cao địa vị của hạ giới lên một chút. Nhưng khi đến thời đại Hoàng Kim, thiên lộ mở ra, yêu nghiệt hạ giới có thể quật khởi trong cuộc tranh tài vạn giới thì lại khác. Một là, bản thân nhân tài kiệt xuất hạ giới sẽ gặp được kỳ ngộ trong con đường thông thiên, bù đắp cho thực lực của mình. Hai là, trong cuộc chiến tàn khốc như cuộc tranh tài vạn giới, kể cả phía đại thế kia cũng có rất ít người tồn tại. Điều quan trọng nhất là ở những lần trước, hầu hết các yêu nghiệt sinh ra trong con đường thông thiên đều quật khởi trong thời đại Hoàng Kim, trở thành đại năng kình thiên. Mặc dù nhân vật đẳng cấp này rất hiếm và khó tìm, nhưng một khi chọn đúng tông môn siêu cấp thì sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ, thậm chí một mình người này cũng đủ để kéo địa vị và đẳng cấp của tông môn siêu cấp cao lên rất nhiều. Khi thời đại Hoàng Kim đến, bất kỳ tông môn siêu cấp nào cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội quật khởi trở thành thánh địa. Thậm chí một số yêu nghiệt ở đại thế sẽ vì bảo vật và truyền thừa đặc biệt trong con đường thông thiên, không ngại phong ấn tu vi, mạo hiểm xuống hạ giới để thể hiện hào quang của mình trong cuộc tranh tài vạn giới này. Nguy hiểm rất lớn, bất cần một chút sẽ bỏ mạng, nhưng thu hoạch cũng rất khủng khiếp. Con đường thông thiên có vô số truyền thừa và bảo tàng còn sót lại, thậm chí thần thoại và truyền thuyết thời thái cổ cũng tồn tại ở đây. Chỉ cần ngươi có đủ can đảm, dù có xuất thân gì cũng có cơ hội giành được cơ duyên này, từ đó một bước lên trời, tỏa sáng trong đại thế. Soạt. Giờ phút này, trên hoang nguyên vắng vẻ, thê lương của thiên lộ, vòm trời xuất hiện một cột sáng xé rách không gian. Cột sáng kia hệt như một thanh kiếm sắt bén, kiếm sắt có long ảnh quấn quanh, trong lúc xé rách không gian, nó đã bộc phát ra sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Khe hở thời không sinh ra cuồng phong, lốc xoáy khổng lồ quét ngang bốn phía. Đến khi cột sáng hoàn toàn xé rách mảnh không gian này, long ảnh quấn quanh nó cũng theo đó mà tiêu tán, tám bóng người đồng loạt xuất hiện. Tám bóng người chính là đám người Lâm Nhất từ huyền hoàng giới chạy đến, vừa ra khỏi khe hở, sắc mặt cả đám lập tức thay đổi. Bởi vì bọn họ đang rơi từ khoảng không cách mặt đất mấy vạn dặm, vừa định điều động chân nguyên thì lại phát hiện một chuyện quái dị, công pháp vận chuyển cực kỳ chậm, chân nguyên hùng hậu ở tử phủ cứ như biển chết, không dậy nổi một con sóng, hoàn toàn yên lặng. Quy tắc không gian ở đây không giống với huyền hoàng giới, chớ kinh hoàng, bình tĩnh lại là có thể cảm nhận được linh khí thiên địa ở đây. Giọng Phương Thiếu Vũ vang lên, nhưng hiệu quả không quá lớn, có vài người đã bị dọa phát sợ rồi. Với độ cao như thế, nếu không có chân nguyên hộ thể, một khi rơi xuống đất, ngoại trừ Lâm Nhất thì toàn bộ đều biến thành thịt nhão. Ngay cả Lâm Nhất cũng không muốn thừa nhận nguy cơ bực này, có quỷ mới biết mặt đất có bao nhiêu cứng rắn. Tốc độ rơi xuống của đám người cực nhanh, chẳng mấy chốc đã có người trực tiếp bốc cháy giữa không trung, lớn tiếng thét lên. Rầm. Đến khi đám người rơi xuống, người bị thiêu kia đã hóa thành tro, còn có một người thì ngã thành thịt nát. Trúc Thanh Sơn cùng triệu thần của Bắc Lăng vực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Phương Thiếu Vũ và Vũ Hạo Thiên thì hét lên một tiếng, có vẻ như cũng không đáng lo ngại. Còn Lâm Nhất, chân nguyên ở tử phủ của hắn chỉ trì trệ trong khoảnh khắc, sau đó thanh tiêu kiếm quyết đã thuận lợi vận chuyển. Hắn vững vàng đáp xuống đất, không làm kinh động dù chỉ là một hạt bụi. Nguyệt Vi Vi cũng lượn lờ hạ xuống bên cạnh Lâm Nhất, lông vũ đỏ thắm, không hề có chút dấu hiệu bị thương. Khí tức ẩn giấu giữa hai hàng lông mày càng trở nên khủng bố khi bước vào khoảng không gian này, mang đến cho người ta cảm giác sâu không lường được. Chẳng mấy chốc, sắc mặt mấy người Lâm Nhất không ngừng thay đổi. Nơi này, linh khí thiên địa không khỏi quá nồng đậm. Lâm Nhất cảm giác linh khí thiên địa ở đây dồi dào đến mức khoa trương, thoáng vận chuyển công pháp mà đã có không ít linh khí thiên địa dũng mãnh lao vào cơ thể thông qua lỗ chân lông. Sau khi luyện hóa, chúng lập tức hóa thành chân nguyên cuồn cuộn, chảy tràn trong kinh mạch. Ánh mắt Lâm Nhất bất giác lóe lên tia khác thường. So với đỉnh núi Huyền Hoàng thì linh khí nơi đây còn nồng đậm hơn rất nhiều, mà lại pha tạp, năng lượng hỗn loạn, thậm chí có cả lực lượng tinh nguyên. Lâm Nhất mở lòng bàn tay ra, lẳng lặng vận chuyển kiếm quyết, một luồng linh khí thiên địa lập tức bị hắn chộp lấy, hình thành một vòng xoáy năng lượng thuần túy trong lòng bàn tay hắn. Vòng xoáy kia nhanh chóng cô đọng, thậm chí thoáng có hình thái ban đầu của đan tinh nguyên.
chỉ cần luyện hóa thêm chút nữa là có thể ngưng tụ thành một viên đan tinh nguyên hoàn chỉnh, bất kể là hiệu suất hay độ tinh khiết đều vượt xa đỉnh núi huyền hoàng. Tuy nhiên, Lâm Nhất khẽ nhíu mày, ngoài ra, hắn còn cảm nhận được ma khí cực kỳ nồng đậm trong không khí. Những ma khí kia ẩn giấu trong tầng mây, lẳng lặng lan ra, không mang đến cho người ta cảm giác quá rõ ràng, nhưng nếu tính toán thì lượng ma khí này có hơi đáng sợ. Rất khó tưởng tượng được nếu những ma khí này lắng đọng lại thì sẽ biến chất kinh khủng như thế nào. Đây hẳn là thiên lộ thứ 9. Phương Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn, ở nơi cuối tầm mắt có một vầng trăng tròn no đủ mà khổng lồ treo lơ lửng. Thấy mọi người tỏ vẻ khó hiểu, hắn ta bèn giải thích, ánh trăng ở mỗi một thiên lộ đều khác biệt, những thiên lộ khác đều là trăng tàn, chỉ có thiên lộ thứ 9 mới thấy được trăng rằm. Ngươi xác định đó là ánh trăng, giờ hình như đang là ban ngày. Trúc Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Phương Thiếu Huy mỉm cười nói, nơi này ngày đêm tương đồng. Quả nhiên, mọi người quay đầu nhìn thì thấy một vầng mặt trời chói mắt, tầng mây bên ngoài cũng loáng thoáng có ánh sao. Thậm chí, có một vài ngôi sao sáng không kém gì mặt trăng, mặt trời, giữa ban này có thể nhìn thấy cảnh này quả thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Phương Thiếu Vũ trầm ngâm chốc lát, nói với vẻ suy tư, con đường thông thiên thứ 9 ứng với hoang cổ vực. Nó là một trong cửu đại chủ vực thuộc Côn Luân giới, nếu chúng ta biểu hiện tốt thì sẽ có cơ hội gia nhập tông môn hàng đầu của hoang cổ vực. Côn Luân giới đương nhiên không chỉ có 9 vực mà tổng cộng lên đến hàng vạn vực rộng lớn, nói là hàng vạn thì cũng chỉ là số ảo, trên thực tế con số còn vượt xa hơn rất nhiều lần. Mỗi một vực lại còn bao la rộng lớn, gộp lại chung thì biên giới Côn Luân phải gần như vô tận, có điều vạn vực Côn Luân lấy 9 vực làm chính, mà người đời thường gọi là cửu đại chủ vực. Ngoại trừ cửu đại chủ vực ra, vẫn còn rất nhiều nơi bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm, không hề thua kém những vực chính kia. Nhưng chỉ có cửu đại chủ vực mới có thể cho ra đời tông môn hàng đầu. Con đường thông thiên, vạn giới tranh phong, có khả năng sẽ hạ xuống những vực chính, điều đó cũng đã may mắn hơn rất nhiều so với anh tài của đại thế bên kia. Dường như Phương Thiếu Vũ biết không ít, ngay cả thông tin về Côn Luân cũng đã rất nhiều, đám người Lâm Nhất lại là lần đầu nghe được. Hắn ta nói không sai. Có điều đại thế Côn Luân không chỉ có cửu đại chủ vực. Nguyệt Vi Vi đứng cạnh Lâm Nhất, khẽ nói. Phương Thiếu Vũ nghe vậy bèn cười đáp, lời ta nói đương nhiên không sai. Ở huyền hoàng giới này, bàn về hiểu rõ con đường thông thiên thì không ai biết nhiều bằng người của huyền vực. Nguyệt Vi Vi bật cười, chẳng muốn tranh cãi với hắn ta. Sau khi đã quen với không gian nơi này, mọi người mới cùng nghỉ ngơi một lúc. Một lát sau, bọn họ mới mở mắt ra, trong mắt đầy tinh quang không gợn sóng, trạng thái hiện tại của mỗi một người đều là đỉnh phong, thậm chí còn có cảm giác tu vi tiến bộ không ít. Con đường thông thiên này quả thật không tầm thường, không chỉ dành để tu luyện thông thường mà còn có nhiều mặt tốt khó tưởng hơn ở huyền hoàng giới. Cuộc tranh đấu vạn giới từ giờ trở đi xem như đã chính thức bắt đầu, tuy chư vị cũng xem như là nhân trung long phượng tại huyền hoàng giới, nhưng đã đến đây thì hãy khiêm tốn một chút. Toàn bộ chư thiên vạn giới ở huyền hoàng giới cũng chỉ miễn cưỡng được xếp ở bậc trung, thậm chí có khi không đến, kém xa những vực khác nơi đây rất nhiều. Ánh mắt của Phương Thiếu Vũ đảo quanh mọi người một vòng, sau cùng lại dừng trước người Lâm Nhất, trước khi chưa tích lũy đủ thực lực, không nên gây thêm chuyện, cũng cố gắng đừng đụng đến đao kiếm, chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được rồi. Hắn ta biết, trong cuộc thi tranh xuất đi, Lâm Nhất đã bộc lộ tài năng, liên tục chém chết hai người. Với tính tình này thì thú thật rất khó sống sót trong cuộc tranh đấu vạn giới này, thậm chí có khi còn gây thêm phiền phức cho bọn họ. Nên biết, núi cao còn có núi cao hơn, nhẫn được thì vẫn nên nhẫn. Đây là đang giáo huấn ta sao? Lâm Nhất cảm thấy buồn cười, cũng lười phản ứng với ý của đối phương. Muốn đoàn kết thì cần phải có thủ lĩnh, nếu Phương huynh không ngại, chịu thiệt một chút nhé. Triệu Thần đứng đầu bảng Bắc Lăng vực đã ngầm hiểu ẩn ý trong lời của Phương Thiếu Vũ, lên tiếng nói trước. Vũ Hạo Thiên luôn khoanh tay trước ngực yên lặng, cũng lên tiếng, Triệu huynh nói không sai, đây là một nơi cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng. Thực lực Phương huynh cũng đủ để dẫn dắt bọn ta, bản thân cũng hiểu biết nhiều về con đường thông thiên, không làm thủ lĩnh thì còn ai làm được nữa. Phương Thiếu Vũ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn về phía Trúc Thanh Sơn. Hắn ta kể cho mọi người biết nhiều thông tin như vậy cũng không uổng công, trách nhiệm của thủ lĩnh rất lớn,
nhưng lợi ích cũng đáng sợ không kém. Trúc Thanh Sơn thản nhiên nói, ta nghe theo Lâm Nhất. Ta không có ý kiến. Lâm Nhất tùy ý đáp, Phương Thiếu Vũ muốn làm lão đại thì cứ để cho hắn ta làm, bản thân hắn cũng không có ý tranh. Vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức vậy. Phương Thiếu Vũ cũng không thăm dò ý kiến của Nguyệt Vi Vi, trên người nữ tử tinh quái này luôn lộ ra khí tức vô cùng thần bí, làm hắn ta rất khó nắm bắt được. Vừa nói hắn ta vừa lấy ra một tấm bản đồ từ trong túi đựng đồ. Trong mắt đám người Lâm Nhất thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, khá lắm, ngay cả bản đồ của con đường thông thiên mà cũng có, đúng là Phương Thiếu Vũ này chuẩn bị rất đầy đủ. Trước khi trời tối, chúng ta phải đến di tích có long tượng canh giữ. Phương Thiếu Vũ cất bản đồ vào, nhìn về một hướng, trầm ngâm nói, theo ta. Vì trong tay Phương Thiếu Vũ có bản đồ nên những người khác đều yên tâm để hắn ta dẫn đường. Vù, vù, vù. Mấy bóng dáng chợt vụt đi, đám người Trúc Thanh Sơn lần lượt đi theo, mọi người cũng có thể cảm nhận được trong những tầng mây vừa dày vừa nặng trên trời kia như đang ẩn giấu một loại ma khí quỷ dị nào đó. Không một ai biết được, giữa đêm ở nơi xa lạ này sẽ xảy ra những biến đổi gì, nên không một ai dám mạo hiểm cả. Nguyệt Phi Phi đứng bất động, như có điều muốn nói. Lâm Nhất cũng dừng lại, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, đoán được sau khi tiến vào con đường thông thiên. Nguyệt Vi Vi sẽ nảy ra vài ý tưởng. Dẫu sao, nàng ta cũng là một thiên kiêu đến từ đại thế, nếu bản thân không có bí mật gì, chắc hẳn sẽ không liều mình mạo hiểm đến huyền hoàng giới. Lúc ở huyền hoàng giới, Lâm Nhất biết Nguyệt Vi Vi luôn di chuyển khắp các mật cảnh khác nhau, dường như nàng ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi đặt chân đến con đường thông thiên này rồi, có lẽ nàng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, chắc là một món bảo vật cực kỳ quan trọng đối với nàng ta. Lâm ca ca, ta muốn đi trước. Nguyệt Vi Vi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm kia có chút không đành. Cô đi đâu, ta đi đó. Lâm Nhất trầm giọng đáp. Hi hi, Lâm ca ca thật tốt, nhưng nơi Vi Vi muốn đến có lẽ không có truyền thừa, có khi ta cũng phải tìm rất lâu. Nguyệt Vi Vi nói ra nỗi khổ trong lòng, thứ nàng ta muốn tìm quá mất thời gian, với Lâm Nhất mà nói thì mất nhiều hơn được. Dừng một chút. Nàng ta lại nói, ở tại con đường thông thiên này, phong ấn của ta đã hơi giãn ra một ít, có lẽ Lâm ca ca còn chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Nhất không lên tiếng, chợt trong con ngươi thoáng hiện lên tinh quang, đột ngột xuất thủ. Giữa lúc chớp nhoáng, hắn vọt đến trước mặt Nguyệt Vi Vi vung tay trưởng ra. Oanh! Nguyệt Vi Vi mỉm cười dịu dàng, trông có vẻ chậm nhưng còn nhanh hơn tia chớp mà nhận lấy trưởng kia. Một tiếng oanh trời vang lên. Đất đá bay mù mịt, Lâm Nhất không ngừng lùi lại ba bước, nhìn lại Nguyệt Vi Vi vẫn không mảy may nhúc nhích, chỉ có hai lọng tóc mái hai bên đang bay phất phới. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, như có điều suy nghĩ. Trưởng vừa rồi hắn đã dùng 5 phần sức mạnh, chưa đụng đến kiếm ý, nhưng đột nhiên lại tập kích mà Nguyệt Vi Vi vẫn có thể tiện tay ngăn cản. Thực lực của đối phương lúc này không kém mình là bao. Lâm Nhất cũng không tiếp tục gò ép. Trầm giọng nói, nếu cô bằng lòng kể, ta sẽ sẵn lòng nghe, trên con đường thông thiên này, bất kể ai là kẻ địch của cô thì cũng chính là kẻ địch của ta. Lời nói của hắn cũng không có quá nhiều tình cảm sâu sắc hay câu từ trao chuốt gì, có ở đây chẳng qua chỉ là quyết tâm pha lẫn sự ngang ngược mà ngắn gọn xúc tích. Kẻ nào là địch của cô, cũng chính là địch của ta. Trong lòng Nguyệt Vi Vi khẽ lột bột, Lâm ca ca đã đoán được mình sẽ gặp chút phiền phức. Phải rời đi một mình là vì không muốn liên lụy huynh ấy sao? Có lẽ là vậy. Nguyệt Vi Vi cười nói, Lâm ca ca phải thật cẩn thận, một năm sau, cuộc tranh đấu vạn giới sẽ chính thức bắt đầu ở cuối thiên lộ. Trong một năm này, Lâm ca ca huynh phải vượt qua ít nhất 2 lần kiếp thiên phách, nếu không thì rất khó nổi bật ở cuộc tranh đấu vạn giới. Bảo trọng. Hi hi, nhóc con, phải nhớ những gì ta nói với người đó. Nguyệt Vi Vi trêu ghẹo ngựa huyết long trên vai Lâm Nhất rồi xoay người rời đi, toàn thân nàng ta là một bộ y phục đỏ bay phất phới như mây. Quay đầu lại khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng xoay người biến mất khỏi tầm mắt, hòa vào trong dãy núi nhấp nhô. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu, lời của Nguyệt Vi Vi khiến hắn cảm thấy cấp bách, vẫn nên đơn độc đi trên con đường thông thiên này mới tốt. Thực lực của hắn và đám người Phương Thiếu Vũ chênh lệch quá lớn. Nếu cùng đồng hành chỉ làm vướng chân vướng tay. Nhưng dù sao cũng cùng là người của huyền hoàng giới,
vẫn nên đợi bọn họ vững vàng hơn một chút rồi mình hãy rời đi vậy. Một lúc sau, Lâm Nhất thong thả đuổi kịp đám người Trúc Thanh Sơn. Lâm Nhất, Nguyệt Phi vì đâu? Phương Thiếu Vũ quay đầu hỏi. Những người khác cũng bất ngờ, sao chỉ có một mình Lâm Nhất đuổi theo, vừa rồi còn tưởng rằng hai người họ tách đoàn hành động. Đi rồi. Thần sắc Lâm Nhất lạnh nhạt, không nói nhiều lời. Phương Thiếu Vũ khẽ cau mày, thái độ nói chuyện với thủ lĩnh như vậy đó à, hắn ta bèn mỉa mai, Lâm Nhất, nếu ngươi còn muốn đồng hành cùng bọn ta, nên bớt tỏ thái độ kiêu ngạo thì hơn. Nếu không rất dễ gặp phiền phức, bị người khác lấy mạng thì ta cũng không thể giúp ngươi được gì đâu. Đúng rồi, ngươi nói rất đúng. Lâm Nhất lười tranh cãi với hắn ta, nhếch môi cười. Cái tên này... Phương Thiếu Vũ nổi giận không thôi, quay ngoắt đi không thèm để ý tới hắn nữa. Đoàn người tiếp tục lên đường, năm bóng người mạnh mẽ lao đi như những mũi tên đến một cánh đồng hoang vu không một chút sự sống. Khi sắc trời gần sập tối, đằng cuối tầm mắt cũng đã nhìn thấy được hình dáng một tòa thành trì. Hai mắt đám người Phương Thiếu Vũ sáng lên, quả nhiên nắm bản đồ trong tay thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, rốt cuộc cũng đã đến trước tòa thành trì này. Nghiêm túc mà nói đây cũng không được tính là một tòa thành trì, nơi đây bốc lên mùi thô sơ hoang tàn, phải nói là thành trấn thì đúng hơn. Tường thành trái lại được xây rất cao, bên ngoài thành có rất nhiều võ giả của những vực khác, tất cả cũng đang hướng về cửa thành giống như đám người Lâm Nhất. Khi đến gần, lúc này bọn họ mới phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập trước cổng thành, dường như họ đang bị ngăn lại ở bên ngoài. Để ta qua đó xem thử. Phương Thiếu Vũ mặt không đổi sắc, lách mình đã chui tọt vào trong đám người hỏi dò tin tức. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, trên tường thành có một nhóm người đang đi dạo, cầm đầu đeo đầy trang sức. Cả người khoác một trường bào màu đỏ tươi, có thêu một hoa văn hình ngọn lửa rất lớn, trên y phục khảm nạm đầy vàng, nâng tầm giá trị của mấy người họ cao quý vô cùng. Sau lưng mấy người họ còn có một nhóm y phục khác nhau, rõ ràng là người đến từ những giới vực khác. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên, Phương Thiếu Vũ trở lại với vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói, chỗ này đã bị một đám người đến từ hỏa vân giới chiếm đóng, muốn vào thành thì phải nộp 30 viên nguyên đan, nếu không thì... Nếu không thì sao? Trúc Thanh Sơn lên tiếng hỏi. Các ngươi đều biết quy tắc rồi, ta không cần lặp lại nữa, nếu ai không tuân thủ quy tắc, đừng trách đường nham ta lòng dạ độc ác. Ngay lúc này... Một tên thanh niên mặc trường bào đỏ rực đứng trên tường thành lạnh lùng nhìn xuống nói. Trên người hắn ta tràn ngập khí tức cực kỳ cường hãn, tu vi rõ ràng đã đạt đến cảnh giới thiên phách, chân nguyên vô cùng thâm hậu, mạnh hơn đám người Phương Thiếu Vũ và Vũ Hạo Thiên không ít. Vũ Hạo Thiên cũng đã đạt đến tiểu thành thiên phách, nhưng khi so với người này, khí tức lại thua kém hơn rất nhiều. Hiển nhiên, nội lực của cả hai đều chênh lệch quá lớn, mặc dù vẫn chưa vượt qua kiếp thiên phách. Nhưng chỉ bàn về tu vi thì không thể so sánh được. Hừ, đây là đất hoang, ai cũng có thể vào, ngươi là cái thá gì? Đường Nham vừa dứt lời, lập tức có người hừ lạnh, bay vọt lên đánh về phía hắn ta. Nhưng khi người nọ vừa mới chạm chân trên tường thành, còn chưa kịp xuất thủ, liền có một bóng người đỏ rực vọt đến trước mặt. Hỏa vân phần thiên thủ. Ngay lúc cấp bách, bỗng có một tia chớp huyết sắc xoẹt qua. Bàn tay của Đường Nham đã dán sát lên ngực người nọ. Tiếng gào hét thảm thiết vang vọng, toàn bộ ngực người kia đều bị đốt thủng trong tích tắc, ngay sau đó, ngọn lửa lan ra nuốt trọn cả thân người. Cơ thể người kia bị thiêu như một miếng sắt nung đến dần trở nên trong suốt, hiển nhiên đã chết bất đắc kỳ tử. Đến khi thi thể kia hạ nhiệt mới rớt xuống, lúc này lửa trên mặt đất nháy bắt làn ra, bốc lên thành một bức tường lửa. Võ học tạo hóa thượng phẩm. Mọi người ở dưới đều chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt chợt sợ hãi không thôi, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Thảm quá, vừa chạm mặt đã chết, ngay cả mẫu xương cũng không còn. Có được võ học tạo hóa cũng đã là một chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng võ học tạo hóa của hỏa vân giới lại còn mạnh đến khó tưởng. Chẳng trách bọn họ lại có thể chiếm cứ tòa thành trì này, điều đó cũng không vô lý chút nào. Lâm Nhất híp mắt, đây quả thực là khí tức của võ học tạo hóa thượng phẩm. Nếu so với thanh tiêu kiếm quyết cũng không kém là bao. Dĩ nhiên, nếu kết hợp thanh tiêu kiếm quyết và thanh tiêu thập tam kiếm lại, hỏa vân phần thiên thủ này cũng chẳng là gì, vả lại, hình như người này cũng chưa tu luyện tới mức cao thâm.
con đường thông thiên thật đúng là ngọa hổ tàng long, vừa mới bắt đầu mà lại đụng phải giới vực lớn mạnh như vậy rồi. Phương Thiếu Vũ và Triệu Thần rõ ràng đã bị dọa, thực lực của người xuất thủ kia không thua kém bọn họ, nhưng chỉ vừa chạm mặt đối phương đã thua thảm. Ánh mắt của Vũ Hạo Thiên lại không ngừng lóe lên, dường như cũng bị loạt cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Nhìn thấy đám người phía dưới đã bị mình làm chấn động, trong mắt Đường Nham thoáng đắc ý, cười lạnh nói, đừng nói ta là người không biết phải trái, các ngươi cũng có thể chọn không vào thành, nhưng có điều, con đường thông thiên về đêm, ma khí ngùn ngụt, yêu thú hoành hành, không có long tượng chấn thủ thì đừng nói là tu luyện, có thể giữ được cái mạng quèn hay không cũng rất khó nói rồi, kha kha. Trời càng tối, mọi người dần cảm nhận rõ ma khí trong không khí nhiều hơn. Linh khí thiên địa dồi dào của ban ngày giờ tiêu tán đâu mất, ma khí đang dần lan rộng và chiếm lấy hết thảy. Ở dãy núi lờ mờ đằng xa, có một cặp mắt hung bạo tỏa ra tia khát lạnh. Tất cả mọi thứ khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bất an và sợ hãi con đường thông thiên về đêm. Tuy 30 viên đan tinh nguyên cũng khá nhiều, nhưng mang ra so với cái mạng nhỏ thì vẫn còn chấp nhận được. Cứ vào thành trước đã. Vẻ mặt Phương Thiếu Vũ như đưa đám, trầm ngâm nói, tạm thời cứ nhẫn nại đã, ở đây cũng chỉ là vùng rìa của con đường thông thiên, chúng ta còn thời gian 1 năm nữa. 1 năm này cũng đủ để chúng ta tìm thấy được cơ duyên, đến khi tới cuối thiên lộ, sẽ tính sổ với đám người này sau vậy. Lâm Nhất bật cười không thành tiếng, Phương Thiếu Vũ này thật đúng là ngây thơ. Nhẫn một thời gian đã đành, lại còn nghĩ nhẫn đến cả 1 năm trời, có khác gì đi làm con cháu nhà người ta đâu. Vả lại, đừng nói hắn ta nghĩ rằng thật sự nộp 30 viên đan tinh nguyên là có thể vào thành yên ổn đấy chứ. Ánh mắt Đường Nham đứng trên tường thành như rắn độc. Nhìn những người đang nộp đan tinh nguyên để được vào thành mà miệng không khỏi khép lại nụ cười dữ tợn. Đám người đứng bên cạnh cũng cười với vẻ bất thiện, ánh mắt cứ như đang nhìn một đám gia súc vậy. Hỏa vân phần thiên thủ này không thể so được với thân pháp của mình, nhưng lực sát thương thật sự rất lớn. Lâm Nhất xuôi theo dòng người đi về phía trước, trong lòng thầm tính toán. Ở tình huống không dùng đến kiếm ý, chính hắn khi muốn đánh một người tan thành cho bụi, dường như không thể nào làm được. Hỏa vân phần thiên thủ của Đường Nham còn chưa đạt đến tiểu thành vậy mà lại dễ như trở bàn tay. Hỏa vân phần thiên thủ. Lâm Nhất thì thầm mấy tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Đường Nham trên tường thành vừa quay người vào thành với đám người kia. Nhưng khi Lâm Nhất nhìn mặt hứng hờ của những người đang thu 30 viên đan tinh nguyên, hắn như có điều suy nghĩ, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi vào thành, mọi người rõ ràng cảm nhận được linh khí thiên địa trong không khí đã thuần khiết hơn rất nhiều. Thậm chí trong không khí còn pha lẫn tinh nguyên, tất cả đều được ngưng tụ không một chút tạp chất, còn ma khí thì gần như không chút tồn tại. Lâm Nhất đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt quét qua rất nhiều mái hiên thấp, rồi dừng lại trên cột đá ngay ở trung tâm thành. Bên ngoài cột đá có quấn một pho long tượng giản dị lộ ra khí thức cổ xưa. Nhìn từ đằng xa giống thân một con rồng đang quấn quanh cột đá rất chân thực, đầu rồng vừa khéo cuộn tròn ở trên đỉnh cột đá. Tượng rồng cổ xưa tỏ ra uy nghiêm cực lớn, uy áp của nó khuếch tán ra giống như một cái lồng trục xuống thành chỉ vậy. Linh khí thiên địa trong thành có thể ngăn cách được sương mù ma khí, e rằng điều này cũng có liên quan đến việc tinh luyện khí tinh nguyên. Thiên địa nguyên khí thật ngào ngạt. Quả nhiên dễ chịu hơn ở ngoài thành rất nhiều. Đúng là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục mà. Nói như thế, có nộp 30 viên đan tinh nguyên cũng không lỗ vốn rồi, chỉ cần vài đêm là đã có thể luyện hóa lại được. Khuôn mặt của võ giả các giới vực khi được vào thành đều lộ vẻ vui mừng, sáng sủa hơn vẻ mặt không tình nguyện lúc còn ở ngoài rất nhiều. Ken két. Chỗ ở trong thành cũng khá đơn sơ, có rất nhiều cửa sổ đang mở, người đứng sau cửa sổ nhìn người mới đến với biểu tình tương đối phức tạp. Có kẻ thì như cười trên nỗi đau của người khác, có người lại khẽ lắc đầu, người thì không ngừng cười khẩy, nhưng nhìn chung khuôn mặt người nào người nấy cũng đều rất kỳ quái. Tuy thành chỉ đơn sơ nhưng trái lại rất nhiều chỗ ở, đám người Lâm Nhất dễ dàng tìm được chỗ nghỉ chân. Sắc mặt như đưa đám của Phương Thiếu Vũ đã đỡ hơn rất nhiều, thần sắc trong mắt đã khôi phục hào quang, cười nói, con đường thông thiên, vạn giới tranh phong, từ giờ trở đi xem như chính thức bắt đầu. Điều quan trọng nhất hiện tại là chúng ta phải đứng vững đã, tận lực tích lũy nội lực đầy đủ, sau đó tấn thăng lên cảnh giới thiên phách, nếu không thì rất khó tranh đoạt cơ duyên và bảo tàng.
Trúc Thanh Sơn và Triệu Thần khẽ gật đầu, đối với chuyện lần này họ cũng đồng ý. Bọn họ không có lựa chọn tấn thăng lên thiên phách ở huyền hoàng giới, nên đều đợi đến con đường thông thiên này, vậy thì nội lực mới có thể lên tầm cao mới. Hiện tại, con đường thông thiên có thể nuốt chửng tinh nguyên mọi lúc mọi nơi, nói giống như một bảo địa huyền ảo, nhưng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Hiển nhiên là phải chuẩn bị thật tốt, tích lũy tinh nguyên thật nhiều, hết thảy đều vì tấn thăng lên thiên phách. Cứ tạm ở đây đã, ta nói trước, nên nhẫn thì nhẫn, chịu thiệt một chút cũng không sao. Cố gắng không được xảy ra xung đột với đám người hỏa vân giới kia. Nhắc tới hỏa vân giới, trong mắt Phương Thiếu Vũ thoáng hiện rõ vẻ kiêng kỵ, đương nhiên là do cảnh tượng kia đã tạo thành ấn tượng sâu sắc với hắn ta. Tu vi và thực lực của anh tài kia không thua kém hắn ta là bao, nhưng vẫn không chống đỡ nổi một chiêu của Đường Nham, tên kia quả thật mạnh đến mức khó tưởng. Lâm Nhất, hẳn là ngươi hiểu ý ta đúng không? Phương Thiếu Vũ nhướng mày, tầm mắt rơi vào trên người Lâm Nhất, những người khác cũng đều quay sang nhìn theo. Ngay cả trên mặt của Vũ Hạo Thiên cũng lộ ra vẻ nghiền ngẫm ít thấy. Lâm Nhất hơi ngẩn ra, trong lòng buồn cười, tên Phương Thiếu Vũ này sợ mình gây phiền phức cho hắn ta đến vậy sao? Đường đường là người đứng đầu bảng huyền vực, còn phải e sợ đến mức này, thật đúng là một chuyện lạ. Nếu như đối phương biết được mình có hứng thú với võ học tạo hóa của hỏa vân giới, không biết biểu tình sẽ đặc sắc đến mức nào nữa. Lâm Nhất không trả lời đối phương, chỉ nhắc nhở các ngươi không nhận ra ánh mắt của đám người nhìn chúng ta lúc mới vào thành rất kỳ quái sao. Đúng là có hơi là lạ. Nhìn đến nỗi muốn ngứa người, chẳng qua lúc đó mãi mê đắm chìm thiên địa linh ngào ngạt trong thành mà quên bén đi mất. Trúc Thanh Sơn và Triệu Thần hơi biến sắc, lần lượt mở miệng nói. Phương Thiếu Vũ suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói, đúng là có hơi kỳ lạ, Thanh Sơn, huynh đi với ta tìm hiểu tin tức, còn lại đừng vội quay lại. Không lâu sau, Trúc Thanh Sơn và Phương Thiếu Vũ đã trở lại, chẳng qua sắc mặt của hai người họ rất khó coi. Trúc Thanh Sơn vốn đeo nửa miếng mặt nạ nên không nhìn rõ lắm, nhưng sắc mặt của Phương Thiếu Vũ thì hoàn toàn không chỉ đơn giản là khó coi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Triệu Thần lộp bộp, cảm thấy không ổn. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ trắng bệch, há mở miệng mấy lần nhưng vẫn chưa thốt ra được nửa chữ. Trúc Thanh Sơn lạnh giọng nói, đám khốn kiếp kia xem chúng ta như gia súc, bắt mỗi một người chúng ta phải nộp 1.000 viên đan tinh nguyên mới có thể ra khỏi thành. Nếu không được mà tự ý rời đi, thấy một người là giết một người. Triệu Thần nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lên, cảm giác đầu hơi choáng váng. 1.000 viên đan tinh nguyên á, cho dù bản thân không tu luyện, thì muốn luyện 1.000 viên đan tinh nguyên thì ít nhất cũng phải nửa tháng. Còn nếu không có tu luyện võ học tạo hóa, thời gian còn cần phải gấp đôi, muốn tích lũy đủ nội lực để tấn thăng lên thiên phách không biết còn phải đợi đến khi nào. Không thể ở đây được, đêm nay chúng ta lập tức rời đi, Triệu Thần tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Phương Thiếu Vũ lắc đầu, thở dài nói, không thể, hỏa vân giới xem như đứng đầu trong các giới vực trung đẳng, nội lực thâm hậu hơn huyền hoàng giới của chúng ta rất nhiều. Số người vào con đường thông thiên cũng phải hơn 30 người, bọn họ cũng đã chiếm đóng hết 4 năm thành chỉ tương tự nơi chúng ta đang đứng. Đường Nham mà ban ngày chúng ta gặp còn chưa phải là người mạnh nhất hỏa vân giới. Trên long tượng ở trung tâm thành còn có một người gọi là Nam Cung Hạ. Sẽ có một nửa số lượng đan tinh nguyên được nộp rơi vào tay người này bế quan dài hạn, thực lực sâu không lường được, chưa bao giờ có người tận mắt thấy hắn ta xuất thủ. Chỉ có một lần. Người mạnh nhất của 10 giới vực muốn liên thủ giết chết người này, 10 người nọ đều tu luyện võ học tạo hóa, lại nhẫn nhịn rất lâu, đợi đến sau khi tấn thăng lên thiên phách mới ra tay. Nhưng, kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng, còn chết như thế nào thì không một ai biết cả, chỉ là sáng ngày hôm sau, trên tường thành treo liền 10 cái thi thể không đầu. Từ đó về sau, không có bất kỳ ai dám nảy sinh ý tưởng gì nữa. Trừ chuyện này ra, theo lời Phương Thiếu Vũ nói, đám người hỏa vân giới này cũng không phải một mực chèn ép tàn bạo. Bọn họ có một đám tay sai, tuần tra ngày đêm trên tường thành, cứ nghĩ người của hỏa vân giới ít có thể chạy trốn nhưng đó cũng là chuyện không thể. Tường thành là vùng cấm địa, ai dám đến gần liền giết chết không cần luận tội. Sau khi Phương Thiếu Vũ nói xong, mọi người đã có thể hiểu được vì sao sắc mặt hắn ta lại khó coi như vậy. Quả nhiên, vẻ mặt Lâm Nhất không hề bất ngờ chút nào.
sớm đã liệu suy nghĩ của đám người Phương Thiếu Vũ quá ngây thơ rồi. Vạn giới tranh phong, cá lớn nuốt cá bé. Nếu không có quy tắc, chắc chắn quả đấm của người nào lớn người đó chính là chân lý, không chèn ép đến chết quyết không từ bỏ. Yên lặng một lúc, Lâm Nhất dẫn đầu quay lại chỗ ở của mình. Chỗ ở hoàn toàn là được chất lên từ nham thạch tạo thành một cái nhà đá, đơn sơ xù xì, chỉ có ở trung tâm thành mới có những ngôi nhà tương đối khá khẩm hơn. Nhưng tất cả đều bị hỏa vân giới và đám tay sai chiếm hết, người ngoài đừng có mơ tưởng. Màn đêm ngoài cửa sổ mờ mịt, vầng trăng tròn hoàn mỹ dưới tác động của ma khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bầu trời được điểm xuyết những vì sao, màn đêm thăm thẳm của con đường thông thiên dường như có thể nuốt chửng hồn phách. Ngựa huyết long đang ngồi xếp bằng bên trong nhà tu luyện công pháp mà Nguyệt Vi Vi giao cho nó. Sau khi bắt đầu tu luyện công pháp chí thánh của yêu tộc, tên nhóc con này đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, giống như im lặng mà trải qua một cuộc lột xác vậy. Lâm Nhất cũng rất mong đợi, không biết sau khi tên nhóc con này tu luyện thành công thì sẽ có bộ dáng gì. Vèo. Thân hình Lâm Nhất chợt lóe, im hơi lặng tiếng rời khỏi nhà đá, hắn thu lại khí tức im lặng mà bước đi trên mái nhà. Không bao lâu đã đến gần giữa thành, nhìn thấy được pho long tượng hoàn chỉnh, long tượng vần quanh cột đá còn nguy nga hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, ở phía dưới cùng long chảo có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Hắn ta đã bị long chảo bao vây, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng người. Nam Cung Hạ. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Nam Cung Hạ trong lời Phương Thiếu Vũ nói, sự hiện diện của người này trong tòa thành chỉ là sự tồn tại kinh khủng không khác một vị thần. Chưa có bất kỳ ai nhìn thấy được diện mạo chân chính mà luôn chỉ nghe đến tiếng ác của hắn ta, nên cũng không quá khó hiểu việc hắn ta đã gieo rắc trong lòng mọi người một hạt giống đáng sợ. Nếu đám người Phương Thiếu Vũ ngay cả đường nham còn không thể thắng được, vừa nghĩ đến một người còn lợi hại hơn đường nham thì khó trách sẽ bị sa sút tinh thần, trở nên không còn chút ý chí chiến đấu nào. Vị trí của long chảo không quá cao, tầm khoảng 1/3 cột đá, nhưng khí tức của bóng người ẩn nấp trong đó hết sức kinh khủng. Đúng là mạnh hơn rất nhiều so với đường nham gặp lúc vừa vào thành, hoàn toàn không phải một cao thủ đơn giản. Ồ! Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của Nam Cung Hạ này vậy mà là bán bộ thiên phách. Với số lượng đan tinh nguyên khổng lồ mà đám người hỏa vân giới thu thập trong thành, cho dù không rơi vào tay hắn toàn bộ nhưng cũng đủ để hắn ta tấn thăng lên thiên phách rồi mà. Vì sao vẫn là bán bộ thiên phách? Hắn ta đang thăm dò cực hạn. Trong lòng Lâm Nhất thoáng chốc đã có câu trả lời, bán bộ thiên phách nhất định sẽ có cực hạn, cường độ luyện thể, phẩm cấp công pháp, tất cả đều quyết định cực hạn lớn hay nhỏ. Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể tu luyện tới cực hạn, thứ nhất là thiếu tài nguyên, thứ hai là thiếu kiên nhẫn. Người này đã thu thập nhiều đan tinh nguyên như vậy mà vẫn chưa tấn thăng lên thiên phách, có lẽ cực hạn đã vượt xa người thường rồi. Có điều nhìn hô hấp hiện tại, Nam Cung Hạ này cũng đã sắp đạt đến cực hạn, không bao lâu nữa sẽ tấn thăng thiên phách mà thôi. Tích lũy nhiều đan tinh nguyên như vậy, tu luyện bán bộ thiên phách đến cực cảnh. Một khi tấn thăng thiên phách thì không biết kinh khủng đến mức nào nữa. Cực hạn của mình thì ở đâu? Vẻ mặt Lâm Nhất vẫn rửng rưng như thường, cũng không vì thăm dò được đối phương thật hư ra sao mà gợn sóng, tự hỏi trong lòng rồi âm thầm trở về không tiếng động. Trong nhà đá, Lâm Nhất ngồi xếp bằng cùng lúc vận dụng thanh tiêu kiếm quyết và tử diên kiếm quyết, nháy mắt, linh khí thiên địa cuồn cuộn tràn ngập như hồng thủy chót vào trong cơ thể. Nhìn bao quát con đường thông thiên, người có thể đồng thời tu luyện hai đại công pháp duy chỉ có hắn mà thôi. Và lại còn có hai môn kiếm quyết, một môn là võ học tạo hóa thượng phẩm, môn còn lại là tử diên kiếm quyết hoàn toàn không thua kém gì môn trước. Đồng thời tu luyện hai đại kiếm quyết, chưa bàn đến Lâm Nhất còn luyện hóa được chiến thể thương long của Long Viêm, vậy cực hạn bán bộ thiên phách của hắn ở đâu, chính hắn cũng không rõ. Ít ra, lấy Nam Cung Hạ mà so với hắn, cũng giống như sông lớn so cùng đại dương. Mình mông xa tít chân trời. Chớp mắt, đã 4 ngày trôi qua. Trong cơ thể Lâm Nhất chợt vang lên một tiếng kiếm âm kinh thiên, thanh tiêu kiếm quyết đã tấn thăng lên tầng thứ 7, thân cây lưu ly màu xanh của Bảo Ngọc vùng tử phủ đã sinh trưởng đến 21 nhánh cây. Vẫn trụi lủi không có một chiếc lá nào, nhưng phong mang của nhánh cây lại ngưng luyện gấp mấy lần, mỗi một nhánh cây giống như là một chuôi bảo kiếm tuyệt thế.
ánh sáng màu xanh lấp lánh ẩn chứa ý chí phong lôi khiến người khác phải run sợ. Hiện tượng này hoàn toàn do kiếm khí phong lôi ngưng luyện mà tạo thành. Thanh Tiêu Bảo Thụ, kiếm khí vô địch trên từng cành từng tán đều có thể chém vỡ hư không. Lâm Nhất chậm rãi mở mắt, trong mắt sâu hiện lên điện quang, rõ ràng chỉ là công pháp tấn thăng được một tầng, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác giống như thú dữ hoang dã thượng cổ thức tỉnh vậy. Chân nguyên màu xanh trong kinh mạch như dung nham lôi đình đang dịch chuyển, dung nham vốn chảy rất chậm, nhưng dưới sự gia trì đã ngùn ngụt dâng trào như tuấn mã phi. Ầm ầm, ý thức Lâm Nhất khẽ động, chân nguyên Thanh Tiêu ồ ạt hào hùng giống như vạn mã phi nhanh, khuấy động giang hà, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, cứ như tùy lúc có thể bùng nổ vậy. Đến tầng 7 rồi, Thanh Tiêu kiếm quyết cuối cùng cũng đã lột xác, cũng nên lĩnh hội kiếm ý thông linh thật tốt mới được. Lâm Nhất vẫn chưa thỏa mãn khi thực lực tăng vọt do đột phá kiếm quyết, vẻ mặt bình tĩnh kia của hắn làm người khác tức muốn lộn ruột. Mà tại thành trì ở rìa con đường thông thiên được kiểm soát bởi hỏa vân giới, mắt thấy sắp đến ngày thu thập 1000 viên đan tinh nguyên, có một dòng chảy ngầm đang âm thầm dâng trào. Kiếm ý thông linh vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Nhất. Càng không cần bàn đến kiếm ý hiện tại của hắn, đã vượt xa không chỉ còn là thông linh đơn giản như vậy nữa. Vừa có ý cảnh bất diệt, lại thêm kiếm uy thương long cuồng bạo. Chỉ cần dung hợp lại ba loại này thì kiếm ý thông linh của hắn dù có chống lại những ý chí võ đạo nhị phẩm đỉnh phong khác cũng đã có ưu thế áp đảo hơn nhiều. Trong nhà đá, sau khi Thanh Tiêu kiếm quyết tấn thăng lên tầng 7, Lâm Nhất bèn ở trong phòng hoạt động đơn giản. Đùng, đùng. Nhà đá đơn sơ, không có cách nào tha hồ phóng thích được uy năng. Lâm Nhất chỉ có thể chậm chậm diễn luyện Long Hổ Quyền bên trong nhà. Hiện tại Long Hổ Quyền đương nhiên không đủ để dùng đến, nhưng lúc này cũng đã mang một phong thái khác, tốc độ ra quyền của hắn đã chậm đến trình độ cao nhất, chân nguyên Thanh Tiêu đang dâng trào trong cơ thể như vạn ngựa phi nước đại. Chân nguyên tựa như dung nham lôi đình vậy, cuồn cuộn lan ra, sức mạnh đã gia tăng đáng kinh ngạc. Chỉ cần thoáng tản ra một tia phong mang, đã đủ chấn vỡ tòa nhà đá này thành bụi. Quét sạch dư âm trong phạm vi ngàn thước mà vẫn cảm nhận được sự tác động ở đấy. Những gì Lâm Nhất nắm trong tay hết sức tuyệt diệu, lúc đang diễn luyện Long Hổ Quyền, không có bất kỳ một tia sức mạnh nào bị lọt ra ngoài. Động tác chậm rãi đè nén không khí như dòng nước lưu động, dần dần bầu không khí liền lắng đọng lại. Theo chuyển động và vung quyền của Lâm Nhất, những dòng khí vô hình lắng đọng kia liền hóa thành hữu hình, nhìn thật kỹ thì sẽ thấy khí tinh nguyên cực kỳ tinh khiết. Những luồng khí tinh nguyên cực kỳ trong suốt, nhưng khi di chuyển lại mang sức mạnh cuồng bạo không thôi. Có thể nói, quyền mang của Lâm Nhất an tĩnh như nước. Lúc này, Lâm Nhất trông như một ông lão chậm chạp vụng về, nhưng mỗi một lỗ chân lông trên khắp cả người hắn đều tiềm tàng những sức mạnh đáng sợ của một con thú hoang dã. Két két két. Lúc chân nguyên Thanh Tiêu trong cơ thể dâng trào, thân xác Lâm Nhất đã hơi không đè ép nổi, long văn tử điện in hằng trên da chậm rãi nhúc nhích. Đến khi dòng nước khí tinh nguyên ngưng tụ, dường như đã rót đầy toàn bộ nhà đá, Lâm Nhất mới thu quyền lại, chợt há mồm hút vào một ngụm. Phù phù. Khí tinh nguyên ngập trong phòng ùa vào trong cơ thể, cuốn theo đó là chân nguyên Thanh Tiêu tràn vào trong tử phủ, hai mắt Lâm Nhất nhất thời lóe lên tinh quang sáng bóng. Ngay khoảnh khắc này, Thanh Tiêu kiếm quyết của hắn lại tinh tiến thêm một chút, con đường thông thiên này với Lâm Nhất mà nói nhất định chính là bảo địa vô thượng. Kiếm ý cũng nên tu luyện thêm. Hai mắt Lâm Nhất sáng ngời, trầm giọng nói. Kiếm ý thông linh đã vượt qua đỉnh phong tiểu thành từ lâu, đã đến lúc nên tấn thăng lên đại thành rồi. Mặc dù kiếm ý mơ hồ vô thường rất khó mà tu luyện, nhưng với lĩnh hội hiện giờ của Lâm Nhất, hắn cũng đã đúc kết được một vài quy luật. Nếu không có ngoại vật phụ trợ tu luyện kiếm ý, vậy thì lấy kiếm quyết cùng người dùng kiếm pháp giao đấu thực chiến để cảm ngộ vậy. Hiện tại Thanh Tiêu kiếm quyết đã thăng cấp lên tầng 7, Thanh Tiêu thập tam kiếm cũng đã tu luyện được 6 kiếm, khiếm khuyết duy nhất chính là một trận đại chiến kinh thiên. Nhưng chỉ riêng hai cái trước, cùng với những gì mà Lâm Nhất đã tham ngộ trong bảo khố Long Vân cũng đã đủ để kiếm ý thăng cấp lên thông linh đại thành. Tiểu thành đỉnh phong, dù là đỉnh phong thì cũng là tiểu thành, đại thành mới xem như chính thức lột xác. Tiểu thành chỉ có thể phát huy được 3 phần uy lực của kiếm ý thông linh. Một khi đạt đến đại thành, mới có thể phát huy được 7 phần uy lực. Tuy nhiên không thể nóng vội được, từ tiểu thành đỉnh phong đến đại thành cũng là một bình chướng không nhỏ. Đan tinh nguyên thu nạp trước đó đủ để tham ngộ thành công.
Ánh mắt Lâm Nhất tĩnh lặng như hồ nước, hắn khoanh chân ngồi trong nhà đá, từ từ phóng thích kiếm ý của bản thân. Tuy nhiên, động tác của hắn vô cùng cẩn thận, kiếm ý chỉ khuấy động bên trong nhà đá, từ bên ngoài nhìn vào hết sức bình thường, không có gì khác biệt so với những nhà đá khác. Thời gian dần trôi qua, thực lực Lâm Nhất tiến bộ một cách điên cuồng, có thể nói tu luyện ở đây có tiến triển cực nhanh. Những người khác thì không dễ chịu như vậy, bọn họ đều đang luyện hóa đan tinh nguyên, hy vọng mau chóng rời khỏi nơi này. Loại tâm trạng thế này vô cùng dày vò, rõ ràng là thân đang ở bảo địa mộng ảo, nhưng khoan hãy nói đến việc thực lực tinh tiến, không tẩu hỏa nhập ma đã coi như may mắn lắm rồi. Trái lại, Vũ Hạo Thiên có vẻ rất thoải mái. Hắn ta vốn không để tâm đến quy định của đám người hỏa vân giới kia, luyện hóa đan tinh nguyên xong liền nuốt, thoạt nhìn chẳng có chút gì là hoang mang, lo sợ. Nơi đây đúng là bảo địa mộng ảo, mới có 7 ngày thôi mà tu vi của ta đã tăng hơn gấp đôi. Tiểu vô tướng ma quyết mà tiền bối truyền cho ta dễ dàng thăng cấp đến tầng 3, so với ở huyền hoàng giới phải nói là nhanh hơn gấp trăm lần. Trong căn nhà đá của Vũ Hạo Thiên, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm gì đó. Vừa dứt lời, trong đầu hắn ta lập tức vang lên tiếng cười quái đản, hề hề, cái này đã là gì chứ, đây chỉ mới là rìa thiên lộ mà thôi, đợi ngươi đến Côn Luân, mới biết được thế giới này đặc sắc như thế nào. Đây chính là ma linh mà Vũ Hạo Thiên tiếp dẫn tại Tử Nguyệt Động Thiên, cũng là núi dựa lớn nhất để hắn tranh đấu với Lâm Nhất, quái dị mà thần bí. Nhắc đến Côn Luân, hai mắt Vũ Hạo Thiên sáng lên, nhưng hắn ta chợt nghiêm giọng nói, thiên lộ này cũng không dễ đi, chỉ mới ở rìa mà thôi mà đã đụng phải tồn tại khó chơi như hỏa vân giới. Muốn sống để cuối cùng e rằng cửu tử nhất sinh, khó khăn trùng trùng. Ma linh chẳng chút để tâm, cười khẩy nói, tiểu tử, có lão phu ở đây, người há có thể thiếu được cơ duyên. Từ sau khi ta thức tỉnh, chỉ có một mình ngươi là tiếp nhận được hạt giống của ta giáng xuống. 99 người trước đó đều chết, nếu ngươi đã tiếp nhận được ta, ắt có chỗ bất phàm. Ánh mắt Phú Hạo Thiên bắt đầu trở nên lạnh lẽo, vừa đến thiên phách đã kết ấn ma linh, trong lịch sử Tử Nguyệt Động Thiên, đây là chuyện cực kỳ hung hiểm. Trong quá trình tiếp dẫn, hắn ta đã nhiều lần đau đến mức muốn chết, toàn thân gần như sắp nổ tung. Nhưng, hắn ta muốn báo thù. Hắn ta không quên được khoảnh khắc mình bị Lâm Nhất đánh bại trong quần long thịnh yến, lại càng không quên được cảnh tượng hắn ta quỳ xuống chỉ bởi một cái liếc mắt của tên kia. Trước mắt bao người, cả đời này, hắn ta không cách nào quên được nỗi nhục đó, dù là núi đao biển lửa, dù vĩnh viễn bị đọa vào bóng tối, hắn ta cũng muốn gột rửa sự nhục nhã này, báo thù rửa hận. Chuyện ở đây đã xong, mau chóng rời đi, đám người Phương Thiếu Vũ kia không có giá trị với ngươi. Thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, còn lâu mới đủ để đạt được cơ duyên của khoảng không gian này, giọng ma linh lại lần nữa vang lên. Đúng là cần phải đi. Vũ Hạo Thiên khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, ngày mai, vừa khéo là thời điểm đám người hỏa vân giới kia đoạt lại đan tinh nguyên, tuy nhiên, trước khi đi, ta muốn tìm cơ hội giết một người. Ta khuyên ngươi nên chết tâm đi. Giọng ma linh bỗng trở nên rét lạnh, hiện tại ngươi không phải đối thủ của hắn, tạo nghệ kiếm đạo của người này cao đến mức nghịch thiên, công pháp mà hắn tu luyện ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Cực hạn của hắn tại bán bộ thiên phách cũng vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi, tốt nhất ngươi đừng để lộ bất kỳ sát ý nào. Ánh mắt Phú Hạo Thiên lóe sáng, từ chối cho ý kiến. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, quỷ tài kiếm đạo mà ma linh nói đến đang từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc mí mắt Lâm Nhất hoàn toàn mở ra, trong mắt lập tức bắn ra luồng sáng như sao trời, kiếm ý hùng hậu đến mức không cách nào hình dung được như hồ nước nhộn nhạo nơi đáy mắt. Kiếm ý thông linh tràn ngập khắp nhà đá, rồi lập tức ngưng tụ, diễn hóa thành 7 vòng xoáy hệt như tinh tuyền ở sau lưng Lâm Nhất. Sâu trong tinh tuyền có kiếm ý khủng bố lưu động, nếu dị tượng bực này hoàn toàn nổ tung thì e rằng đủ để chiếu sáng nửa tòa thành trong đêm đen. Cuối cùng kiếm ý thông linh cũng đạt đến đại thành. Lâm Nhất đứng dậy, thở hắt ra một hơi. Ngay sau đó, hắn chợt có cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu, cứ như kiếm ý thông linh đại thành đã đem toàn bộ xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, nội tạng của hắn gột rửa một lần. Vèo! Lâm Nhất xòe lòng bàn tay ra. 7 cái tinh tuyền lớn đằng sau lưng nhanh chóng rơi vào tay hắn, khoảnh khắc 5 ngón tay siết chặt thành quyền, Lâm Nhất có cảm giác như mình đã nắm một luồng kiếm ý diễn hóa thành đại dương mênh mông, nếu một quyền này đánh ra,
dù không sử dụng bất kỳ chân nguyên nào cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương nhân tài kiệt xuất có cấp bậc như Phương Thiếu Vũ. Tuy nhiên, hiện tại, trên thiên lộ, có lẽ Phương Thiếu Vũ đã không gánh vác nổi mấy chữ nhân tài kiệt xuất này nữa rồi, còn về yêu nghiệt thì chênh lệch có hơi xa. Tiểu Hồng, ra đây, cùng đi ra ngoài một chút. Kiếm ý thông linh đạt đến đại thành khiến tâm trạng Lâm Nhất rất tốt. Hắn liếc nhìn ngựa huyết long vừa tu luyện xong, cười nói. Hai mắt ngựa huyết long lập tức sáng lên, nó nhe răng cười, trực tiếp nhảy lên vai Lâm Nhất. Vèo, vèo, vèo. Trong thành, trên mái hiên, thân hình Lâm Nhất nhoáng lên mấy cái giữa màn đêm, rồi đáp xuống tường thành, nơi mà những người khác xem là khu vực cấm. Nhìn xuyên ra ngoài qua kết giới long tượng, bóng đen bao trùm mặt đất, ánh trăng âm u mà lạnh lẽo khiến khoảng không gian này càng thêm tăm tối và đè nén. Ma khí trong tầng mây đã hoàn toàn lắng đọng, trên mặt đất hoang vu thỉnh thoảng vang lên tiếng dã thú gào rú ghê sợ, đợt này rồi đến đợt khác, khiến người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lâm Nhất nhìn ra ngoài thành, lẩm bẩm tự nhủ, kiếm ý thông linh đạt đến đại thành, ta di chuyển trong đêm, có lẽ ma khí sẽ không gây ảnh hưởng gì. Kiếm ý vốn có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với ma khí, hơn nữa, kiếm ý của Lâm Nhất còn ẩn chứa uy lực thương long bất diệt, sau khi đạt đến thông linh đại thành, hiển nhiên, nó có thể dễ dàng chặt đứt ma khí xâm nhập. Thậm chí, dùng kiếm ý hộ thể, muốn một mình tu luyện ở dã ngoại cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần Lâm Nhất muốn là có thể đi, vừa khéo, ngày mai là thời điểm đám người Đường Nham đến đoạt đan tinh nguyên. Cấm khu tường thành mà cũng dám xông loạn, không muốn sống nữa à? Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, trong đêm tối, có người hùng hổ đánh úp lại, hắn ta vung một quyền về phía Lâm Nhất. Ầm ầm, một quyền này bộc phát uy năng cực kỳ khủng bố, như sấm sét ngang trời, quyền mang chói mắt đến nỗi khiến người ta không cách nào mở mắt ra được. Cùng với đó, vòm trời phát ra tiếng nổ vang dội như sấm, từng tiếng đinh tai nhức óc. Bất kể thế nào, một quyền này cũng khá cao tay, người tới có thực lực không hề kém cỏi, thậm chí còn mạnh hơn Phương Thiếu Vũ. Lâm Nhất không động đậy, ngựa huyết long trên vai hắn lại cong móng vuốt nghênh đón. Ầm, giữa không trung vang lên tiếng nổ mạnh, người nọ chợt rên lên một tiếng, nhanh chóng lui về sau mấy bước. Đến khi thấy rõ người đánh lui mình là ngựa huyết long, ánh mắt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, mèo ư. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, đoàn người hỏa vân giới dẫn theo võ giả của giới vực khác nhanh chóng tiến đến, dẫn đầu hiển nhiên chính là người trước đó đã thi triển hỏa vân phần thiên thủ Đường Nham. Thanh niên áo xám bị ngựa huyết long đánh lui lập tức nở nụ cười nịnh nọt, chỉ vào Lâm Nhất và nói, Đường ca, tên nhóc này muốn chạy trốn, bị ta phát hiện. Nhưng Đường Nham lại chẳng hề liếc mắt nhìn hắn ta, mà chăm chăm nhìn ngựa huyết long chỉ cao cỡ bằng bắp chân. Nhưng lại bộc phát uy áp khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với dị thú hồng hoang, khí tức trên người nó khiến lòng người hoảng sợ. Mèo, mèo long huyết. Ánh mắt Đường Nham rực sáng, đây là dị chủng, dù ở trên thiên lộ cũng rất hiếm thấy. Trở về. Lâm Nhất thờ ơ nói. Vèo. Ngựa huyết long lập tức tản đi uy áp hệt như đại thánh trên người mình, rồi nhoáng một cái, nó như một tia chớp đen vọt đến bờ vai Lâm Nhất. Cuộn mình, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Người bạn trẻ, trời tối chớ có đi loạn. Đường Nham nhìn về phía Lâm Nhất, tùy tiện đánh giá một phen rồi nhếch miệng, nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt hắn ta tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Trong mắt hắn ta, nhân tài kiệt xuất ở giới vực khác cùng lắm chỉ bằng gia súc do hỏa vân giới nuôi nhốt thôi, ngay cả việc làm đá kê chân cho bọn họ quật khởi trên thiên lộ cũng không đủ tư cách. Lâm Nhất không bộc lộ cảm xúc. Cứ thế quay người rời đi. Đường ca, sao lại thả hắn đi như vậy? Rõ ràng là tên tiểu tử này không muốn giao nộp đan tinh nguyên cho nên định nhân đêm tối đào tẩu, thanh niên áo xám chịu thiệt không nhỏ trong tay ngựa huyết long tỏ vẻ tức giận nói. Đường Nham cười lạnh, ta cố ý thả hắn đi đấy, một tên phế vật của huyền hoàng giới mà thôi, ta muốn giết chết hắn còn dễ hơn so với bóp chết một con kiến. Ngày mai, muốn đoạt đan tinh nguyên chắc chắn sẽ có chút rắc rối. Cứ giữ lại hắn để giết gà dọa khỉ, xem có ai dám không phục. Thuận tiện thu con long miêu dị chủng kia, coi như nhất cử lưỡng tiện. Hôm sau, ánh mặt trời chói chang, vạn vật được chiếu sáng. Ma khí trong đêm không còn sót lại chút gì,
vòng trời bên trên nhật nguyệt tương đồng, điểm xuyết hằng hà xa số ngôi sao. Khí tinh nguyên ẩn chứa trong linh khí thiên địa nhiều hơn gấp 2 lần so với ban đêm, càng khiến khoảng không gian được xưng là thiên lộ này thêm tươi đẹp. Nhẩm tính thời gian, đám người Lâm Nhất đã đến đây được nửa tháng rồi. Phương Thiếu Vũ rất lo lắng, khi thấy mấy người Lâm Nhất tụ lại, hắn ta liền nói, các ngươi đã cô đọng được bao nhiêu đan tinh nguyên. Hôm nay chính là thời điểm người của Hỏa Vân giới đến lấy đan tinh nguyên, nếu không luyện hóa được 1.000 viên, e rằng kết cục của bọn họ sẽ rất thê thảm, không biết còn bị giam giữ đến lúc nào. Triệu Thần lộ vẻ khó coi, bất đắc dĩ nói, ta đã luyện hóa được 500 viên, nửa tháng qua, tu vi của ta gần như dậm chân tại chỗ, 500 viên đan tinh nguyên đã là cực hạn của ta rồi. Trúc Thanh Sơn cô đọng được 600 viên, cũng còn lâu mới đạt đến con số 1.000. Nhìn vẻ mặt mọi người, Vũ Hạo Thiên tùy tiện báo một con số. Số lượng đan tinh nguyên mà hắn ta cô đọng được không ít, có điều, tất cả đều bị hắn ta luyện hóa, tên này vốn không có ý định giao nộp cho người Hỏa Vân giới, và đương nhiên, hắn ta cũng có cách ứng phó. Lâm Nhất, người cô đọng được bao nhiêu viên đan tinh nguyên, Phương Thiếu Vũ hỏi. Không nhiều lắm, Lâm Nhất không tỏ thái độ, cũng không đáp lời. Hắn đồng thời tu luyện hai môn kiếm quyết. Trong tình huống không làm chậm trễ quá trình tu luyện của mình, cả đêm hắn có thể tùy tiện cô đọng hơn 100 viên đan tinh nguyên. Nếu dùng toàn lực thì 200 đến 300 viên cũng không phải vấn đề. Đan tinh nguyên này e là không cách nào ổn thỏa rồi. Phương Thiếu Vũ trầm ngâm nói, tuy nhiên, tạm thời không nên xung đột với đám người này, đợi sau khi thăng cấp lên thiên phách rồi tính tiếp. Võ giả các giới vực nghe lệnh, nhanh chóng tiến đến quảng trường trong thành. Trong vòng nửa khắc, nếu không có mặt, giết chết không luận tội. Đúng lúc này, có âm thanh vang dội được chân nguyên phụ trợ vang vọng khắp cả tòa thành, liên miên không dứt. Đám người này đúng là ngang tàng, hống hách, sắc mặt Trúc Thanh Sơn không thay đổi, hung hăng mắng. Đáng giận, người của Hỏa Vân giới thật sự xem chúng ta là gia súc, chậm một chút liền giết chết không luận tội, có ai ngang ngược thế không? Triệu Thần tức giận nói. Phương Thiếu Vũ nghiêm mặt. Khẽ nói, nhỏ không nhìn sẽ loạn việc lớn, đi thôi. Lâm Nhất từ từ nói, nhỏ không nhìn sẽ loạn việc lớn, nhưng lòng tham của đám người này e là khó mà lấp đầy được, dù có nộp lên 1.000 viên đan tinh nguyên thì chưa chắc bọn họ sẽ đáp ứng lời hứa của mình. Ánh mắt Phương Thiếu Vũ lóe lên, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng chỉ riêng Đường Nham thôi, chúng ta cũng không đấu lại, huống chi còn có tên Nam Cung Hạ Sâu không lường được kia. Trong nửa tháng qua, hắn ta đã khiêm tốn hơn rất nhiều, không có nhắm vào Lâm Nhất như lúc vừa bước vào thiên lộ, đương nhiên, chủ yếu là vì bản thân hắn ta còn khó bảo toàn. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, người này cũng không phải hết đường cứu, ít nhất vẫn còn cả lòng phản kháng. Quảng trường không lớn lắm tập trung hơn 300 võ giả của các thế giới lớn, nhóm người Hỏa Vân giới này ít nhất có thể thu được khoảng 100.000 viên đan tinh nguyên. Đây được xem là một con số vô cùng khổng lồ rồi, nếu chia đều. Mấy người nhóm Đường Nham có thể lấy được mấy nghìn viên đan tinh nguyên, còn Nam Cung Hạ ít nhất cũng có được khoảng 10.000 viên. Trên đài cao, mấy người nhóm Đường Nham lạnh lùng nhìn mọi người nối đuôi nhau đến xung quanh, trên mặt đều mang theo nụ cười rất hài lòng. Con đường thông thiên có vô số cơ duyên và kho báu, có những người này ngưng luyện đan tinh nguyên giúp bọn họ, nâng cao hiệu suất tích lũy trước cho bọn họ gấp mấy lần. Đến khi cơ duyên xuất hiện, thực lực đương nhiên sẽ cao hơn người khác một bậc. Đến lúc đó đương nhiên xác suất giành được cơ duyên và kho báu sẽ lớn hơn. Đường ca, mấy người nhóm huyền hoàng giới đến rồi, tiểu tử kia cũng có mặt. Thanh niên áo xám xảy ra mâu thuẫn với Lâm Nhất tối qua giơ ngón tay, trong mắt có hàn mang không ngừng lóe lên. Đêm qua chịu thiệt thòi trong tay một con mèo, thanh niên áo xám này rất căm hận, Hỏa Vân giới kiêu căng ngạo mạn thì thôi đi, một tên vô dụng của huyền hoàng giới cũng dám bất kính với hắn ta. Hai mắt Đường Nham lập tức sáng lên, nhìn về phía Lâm Nhất và ngựa huyết long hắn ôm trong lòng. La Khôn, lát nữa người phụ trách cướp đan tinh nguyên của bọn họ, biết nên làm sao rồi chứ? Đường Nham cong môi cười nói. Cứ giao cho ta. Thanh niên áo xám tên La Khôn lập tức mừng rỡ, đây chính là cơ hội mà hắn ta đang chờ đợi. Đường Nham nở nụ cười lười nhác, làm xong chuyện này, có lẽ Nam Cung Sư Huynh sẽ phải đi đến Long Thành rồi. Đến khi đó vị trí của huynh ấy sẽ là của mình. Cuối cùng sẽ đến lượt mình, không
không cần thiết phải ở lại một nơi nhỏ bé ở phía cuối lãnh thổ thế này quá lâu. Trước lúc đó, nhất định phải lấy được con mèo long huyết kia. Đường Nham híp mắt lại, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên, tâm cảnh khiến người ta run sợ. Ra tay đi, Đường Nham lạnh nhạt ra lệnh. Thanh niên áo xám La Khôn cười xấu xa, lập tức dẫn theo một đám người hung hăng xông lên. Hắn ta dẫn đầu, chạy thẳng đến chỗ mấy người nhóm Lâm Nhất. Sư huynh, đám người này làm chó vui vẻ như thế, đúng là kỳ lạ. Những người khác của Hỏa Vân giới tỏ vẻ khinh thường, cười khẽ nói. Đường Nham cười đáp, đừng xem thường bọn họ. Nếu không có đám tay sai này giúp đỡ, muốn khống chế 200-300 người thật sự khá khó khăn. Muốn thao túng lòng người, các người vẫn còn non nớt lắm. Mấy người nghe xong thì vội vàng nịnh bợ, Đường Nham rất hưởng thụ, cảm giác ngồi tít trên cao nắm quyền sinh sát thế này thật sự không tệ. Chỉ có 500 viên thôi ư. La Khôn dẫn theo một đám người xông đến tìm thấy Trúc Thanh Sơn trước, cười châm chọc nói, người lén giấu đi không ít đan tinh nguyên rồi đúng không? Sắc mặt Trúc Thanh Sơn hơi thay đổi, La Khôn kia cười gần một tiếng, vung tay đánh tới một chưởng. Ầm. Trúc Thanh Sơn không kịp đề phòng, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn ta lập tức vô cùng tức giận, nhưng hắn ta vừa định hành động thì đã có một ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Là Đường Nham. Đối phương khoanh hai tay trước ngực, mấy thiên tài của Hỏa Vân giới cũng không ngừng cười khẩy, dường như chỉ đang đợi hắn ta ra tay. Trúc Thanh Sơn không cam lòng, nhưng vẫn phải đưa 100 đan tinh nguyên còn lại cho đối phương. Đồ vô dụng, không ngờ ngươi có dấu thật. La Khôn nhận lấy đan tinh nguyên, giơ tay lên muốn đánh Trúc Thanh Sơn một bạt tai. Những người khác trên quảng trường nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thầm run rẩy. Chỉ giấu một ít đan tinh nguyên đã bị sỉ nhục như thế, đám tay sai của Hỏa Vân giới này đúng là ác độc. Nếu ngươi thật sự dám đánh cái tay chó của mình xuống, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, giọng nói không lớn, nhưng cả quảng trường đều nghe thấy rõ ràng. Hả? Cảnh này khiến La Khôn và những người khác đều hơi sửng sốt. Bọn họ không ngờ lại có người dám nói chuyện với La Khôn như thế, chẳng lẽ không biết hắn ta thay mặt cho Đường Nham của Hỏa Vân giới sao? Hơn nữa người này trông chỉ có tu vi bán bộ thiên phách, thậm chí cả phong mang và khí thế cũng không bằng La Khôn. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Trên đài cao, Đường Nham của Hỏa Vân giới kinh ngạc, tiểu tử này còn nóng tính hơn trong tưởng tượng. Cũng tốt, như vậy giết mới thú vị. La Khôn khẽ nheo mắt. Đầu tiên là ngây người, sau đó chợt mừng rỡ, hắn ta bỏ tay xuống, đẩy Trúc Thanh Sơn ra đi thẳng về phía Lâm Nhất, cười hỏi tiểu tử huyền hoàng giới, người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hắn ta bước đi rất ung dung, trông không sợ hãi chút nào. Ai cũng biết lúc này chỉ cần Lâm Nhất nói sai một câu thì nhất định chết chắc. Đắc tội La Khôn là đắc tội chó của Đường Nham, sao có thể có cơ hội sống sót? Một con chó. Chẳng qua không ai ngờ Lâm Nhất lại đáp ba từ một con chó, hoàn toàn không nể mặt đối phương. Ngươi muốn chết à? La Khôn lập tức nổi giận. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, Lâm Nhất đã siết chặt 5 ngón tay đấm một quyền. Quyền mang ẩn chứa chân nguyên thanh tiêu bắn ra như một phát đạn pháo, tiếng xé gió chói tai làm đau màng nhĩ, ánh sáng xanh chói lóa như mặt trời. Bùm! Một quyền này quá nhanh, nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng. Ngực La Khôn đã nổ thành một lỗ thủng cực lớn, người văng ra xa, va vào những tên chân chó Hỏa Vân giới xung quanh khiến chúng hộc máu bay tứ tung. Chết rồi ư? Thế mà đã chết rồi ư? Tất cả những âm thanh khác trên quảng trường lập tức im bặt, một quyền này giống như một viên đá chặn cổ họng của mọi người, khiến họ không thể phát ra tiếng. Rầm rầm. Đợi sau khi mấy người kia ngã xuống và đau đớn lăn lộn vài vòng, mọi người mới như tỉnh lại từ giấc mơ. Chó của Đường Nham đều đã chết, còn định ở đó xem kịch tiếp à? Lại đây cho ta. Nhưng một câu bất ngờ của Lâm Nhất lập tức dấy lên gợn sóng trong lòng mọi người, ai cũng há hốc mồm. Mọi người cứ tưởng mình nghe nhầm, đánh chết La Khôn thì thôi đi, còn dám lên tiếng khiêu khích Đường Nham. Kiêu ngạo nhất, khó tin nhất là hắn chỉ đích danh ra lệnh cho đối phương lại đây. Điên rồi, điên thật rồi. Soạt. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, cả quảng trường vang lên tiếng xì xào ầm ĩ. Ta có nghe nhầm không?
hắn dám bảo Đường Nham lại đây. Dù trước đó có người khiêu khích Đường Nham thì cũng không dám kiêu ngạo như thế. Rốt cuộc đây là thằng điên đến từ đâu thế, Đường Nham là ai chứ, cao thủ thiên phách tiểu thành ở trước mặt hắn ta cũng chỉ như giấy. Không biết đã có bao nhiêu cao thủ thiên phách chết trong tay Đường Nham, hỏa vân phần thiên thủ kinh khủng đến mức nào. Có võ học tạo hóa này, trong cùng cảnh giới có thể gọi là vô địch, huống hồ cảnh giới của hai người này còn có chênh lệch lớn như thế. Điên rồi, điên thật rồi. Chấm chấm chấm. Các võ giả đến từ những giới vực lớn khác trên quảng trường đều khó tin nhìn về phía Lâm Nhất. Dù có bị đánh vỡ đầu họ cũng không ngờ trong cuộc giành lại đan tinh nguyên ngày hôm nay lại xuất hiện một kẻ điên liều mạng như thế. Ánh mắt của họ đều tràn đầy thương hại, Lâm Nhất muốn khiêu chiến Đường Nham chắc chắn chỉ có một con đường chết, hắn kiêu ngạo như thế thì thậm chí muốn chết cũng khó. Phú Hạo Thiên ngẩn ra, sau đó thầm cười khẩy, thằng đần này tưởng đây là huyền hoàng giới à? Hắn ta cảm thấy dù Lâm Nhất có may mắn thắng được Đường Nham thì cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nếu bất cần một chút nhất định sẽ chết trong tay Đường Nham, dù thế nào cũng chỉ có một từ chết. Phương Thiếu Vũ và Triệu Thần ở bên cạnh cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, dù biết hắn từng giết liên tiếp hai người trong khảo hạch tuyển chọn, nhưng không thể ngờ được đến con đường thông thiên hắn vẫn kiêu ngạo như vậy. Chỉ có Trúc Thanh Sơn cảm thấy hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào. Lâm Nhất. Hắn vẫn là Lâm Nhất như trước, ngông cuồng chưa đổi, vẫn sắc bén như cũ. Đường Nham của hỏa vân giới, lại đây cho ta. Lời Lâm Nhất nói làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sắc bén và ngông cuồng của hắn, không ai nghĩ hắn sẽ thắng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn đều như đang nhìn một người chết. Không phải chưa từng có ai khiêu chiến Đường Nham, nhưng kết cục của họ chỉ có một, tất cả đều chết thảm. Tình trạng chết thê thảm đến mức không toàn thây, trở thành một hạt bụi trong con đường thông thiên này. Ở trong mắt họ, hỏa vân phần thiên thủ là một sự tồn tại gần như không thể thắng, in sâu vào trong lòng mọi người một bóng ma không thể xóa nhòa. Phương Thiếu Vũ định thần lại từ trong sự kinh ngạc, lo sợ bảo Lâm Nhất, đừng. Đừng kích động, việc gì cần nhịn thì nên nhịn. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, Phương Thiếu Vũ, ngươi còn ngây thơ thật đấy. Sớm muộn gì cũng phải đánh thì cần gì phải sợ. Hơn nữa, nếu không thể nhịn thì không cần nhịn. Hay cho câu nếu không thể nhịn thì không cần nhịn. Đường Nham đứng trên đài cao nở một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng nắng đang rất gắt nhưng mọi người lại cảm thấy lạnh run như rơi vào hầm băng. Sát ý. Đó là sát ý của Đường Nham. Các võ giả của giới vực khác trên quảng trường khiếp sợ, bất giác lùi về sau vài bước. Đường Nham vừa nói. Đôi mắt lạnh băng vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất như một con rắn độc, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn và hung ác, tiểu tử, ta quản lý tòa thành giáp biên giới này gần một tháng, trong một tháng này đã có 18 người lần lượt khiêu khích ta, tất cả đều bị ta đốt thành tro. Dứt lời, Đường Nham dịch chuyển tức thời biến mất khỏi đài cao, ngay sau đó một luồng uy áp hỏa diễm mạnh mẽ cuồn cuộn kéo tới, đè xuống như núi kêu biển gầm. Và ngươi sẽ trở thành người thứ 19. Soạt. Đường Nham nhếch môi, một luồng tà khí lạnh lẽo cuồn cuộn phóng ra. Sự hung ác và tàn nhẫn trong lời nói của hắn ta khiến người ta cảm thấy sợ hãi, trong đầu nhiều người hiện ra hình ảnh Đường Nham giết người. Hình ảnh ấy vô cùng thê thảm, những người đánh nhau với hắn ta cuối cùng đều bị hỏa vân phần thiên thủ đốt thành cho tàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.